ám vương giả chương 953, hoang trùng. Mau nhìn, là người ngoại lai. Mẹ, bọn họ đến từ thế giới bên ngoài sao? Tỷ tỷ kia đẹp quá a. À. Cách bọn họ xa một chút, cẩn thận bị công kích. Một vị hoang tướng mang đổ địch an tới giữa thôn trang, ven đường có không ít cư dân nghe tin rồi tới vây xem, đứng từ đằng xa thấp giọng nghị luận, vừa hiếu kỳ hưng phấn lại vừa e ngại kiên kỵ, trong số đó có một số ông lão lại trực tiếp nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ căm ghét cùng địch ý. Xin mời. Hoàng tướng dẫn đường cho Đỗ Địch An. Những cư dân khác đi theo phía sau hai người, một đường theo đến trước một căn nhà bằng đá thô ráp tương đối rộng rãi, hoàng tướng quay sang Đỗ Địch An nói. Ngài tạm thời ở nơi này, ta sẽ để người đưa một số sinh dụng cụ hoặc cho ngài, ngài còn có nhu cầu gì thì cứ nói với ta. Đỗ Địch An nhìn lướt qua ốc xá, gật đầu nói. Đa tạ, đã làm phiền ngươi rồi không cần khách khí, nếu không chuyện gì thì ta về trước. Hoàng tướng cáo từ với Đỗ Địch An, sau đó rời đi. Sau khi hắn rời khỏi, Đỗ Địch An nắm tay Helisa chạy vào trong ốc xá, bên trong thô ráp y như bên ngoài, cỏ dại bệnh thành chiếu ngủ, bên cạnh là một hòn đá để làm bàn bàn, ngoài những thứ này cũng không còn vật gì khác. Nhìn thấy dáng vẻ đơn sơ lúc này, trong lòng Đỗ Địch An tiếc hận, tốt xấu gì cũng đã qua đi hơn 300 năm, dù cho là văn minh bị đứt đoạn, chí ít cũng có thể dựa vào sự sáng tạo để khôi phục xã hội văn minh đơn giản lần thứ hai, dù sao thiên phú lớn nhất của nhân loại chính là sáng tạo. Nhưng nơi này vẫn duy trì cuộc sống thời nguyên thủy của giả nhân khiến hắn có chút thất vọng. Hắn lấy ra khăn mặt từ trong hành lý, lót trên chiếu, để Helisa ngồi trên đó nghỉ ngơi, còn hắn thì tùy tiện ngồi lên mặt chiếu, lặng lặng nghe cư dân tụ tập bên ngoài thấp giọng nghị luận, lắng nghe một lát hắn phát hiện trong những người nghị luận này, thường thường những người lớn tuổi đều có địch ý cùng đề phòng với hắn rất sâu. Mà những người trẻ tuổi kia lại mù tịt không biết gì, chỉ mang vẻ hiếu kỳ cùng mới mẻ. Xem ra thời gian hơn 100 năm đã khiến bọn họ quên đi chuyện cũ, chỉ có những người tuổi già mới biết một chút, như vậy bớt được việc. Đỗ địch an thầm nghĩ trong lòng. Cư dân tụ tập bên ngoài ốc xá bên ngoài mấy giờ, sau đó dần dần ai về nhà nấy đỗ địch an một mạch ngồi trong phòng không có hành động gì hắn nằm trên chiếu lẳng lặng lắng nghe động tĩnh chung quanh hắn cảm thấy đại thần cúng tế kia nhất định sẽ phái người đến giám thị hắn thậm chí sẽ dùng một số đồ vật khoa học kỹ thuật để giám thị dù sao trình độ khoa học kỹ thuật ở chỗ nàng ở hoàn toàn không kém khoa học kỹ thuật của thời đại trước từ hoàn cảnh của nơi này mà xem vật kia hiển nhiên không phải do nàng chế tạo ra nàng chỉ là người sử dụng chuột ngốc chuột ngốc bỗng nhiên một thanh âm non nớt cắt ngang suy nghĩ của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An từ trên chiếu ngồi dậy, nhìn một cái đầu nhỏ đang thập thò ngoài cửa nhìn vào bên trong, là một tiểu nữ hài bảy, tám tuổi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng rất đáng yêu. Cô bé này nhìn thấy rồi Đỗ Địch An, chậm rãi bước ra hỏi. Đại ca ca, ngươi có thấy chuột ngốc không? Đỗ Địch An nhíu mày, nói. Chưa từng thấy. Bé gái cột rồi một tiếng, có chút ủ rũ, xoay người rời đi. Đỗ bỗng nhiên trong lòng địch an hơi động, nói Ta có thể giúp ngươi tìm, chuột ngốc của ngươi nhìn thế nào? Có thật không? Bé gái xoay đầu lại, hai cái tay nhỏ bé vẽ lên không trung. Chính là như vậy, như vậy, nó rất nhỏ, lá gan rất nhỏ, lông xù màu xám, đầu nó rất nhỏ. Nàng tả có chút hỗn loạn, nhưng đỗ địch an vẫn có thể tưởng tượng ra được là chỉ một tiểu sủng vật to như con mèo. Trong mắt hắn chợt lóe sáng, quay đầu nhìn bốn phía, rất nhanh đã tìm được một đồ vật có kích cỡ tương tự với sủng vật kia, hắn khẽ mỉm cười, đứng lên nói. Ta biết ở đâu, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Có thật không, đại ca ca? Bé gái vô cùng kinh hỉ. Đỗ địch an tiến lên nắm tay nàng, đi tới một góc đằng sau tòa ốc xá nham thạch này, hắn đưa tay tiến vào trong khe hở, rất nhanh đã lấy ra một con vật nhỏ với bộ lông xù màu xám, nhìn như con chuột, nhưng lại mập mạp hơn chuột, lỗ tai dài như thỏ, nhìn rất đáng yêu. A, à, là chuột ngốc. bé gái vui vẻ đưa tay ra ôm. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng. Molly, Molly. Bỗng nhiên một âm thanh lo lắng từ bên cạnh truyền tới. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên vội vã chạy đến. Người trung niên này đi qua chỗ rẽ, lập tức nhìn thấy Đỗ Địch An, ánh mắt hắn nhất thời trường to, kinh nộ nói: ngươi, ngươi buông tay ra. Đỗ địch an khẽ cau mày, bàn tay từ trên đầu bé gái thả xuống. Bé gái nhìn thấy người trung niên, vui vẻ chạy tới, nói. Ba ba. Mô ly, con không sao chứ. Người trung niên ngồi xổm xuống kiểm tra đầu tóc cùng thân thể bé gái, sau khi không thấy bất kỳ vết thương gì mới thở vào nhẹ nhõm, quay đầu trừng mắt nhìn đỗ địch an, nói. Người ngoại lai, ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng tiếp cận con của chúng ta vẻ tươi cười trong mắt đỗ địch an dần dần biến mất hắn bình tĩnh đứng lên lẳng lặng nhìn hắn bé gái kéo lấy áo người trung niên ngước đầu nói ba ba hắn chính là người ngoại lai kia sao hắn không hung ác giống như lời ngươi nói a à, hắn còn giúp ta tìm về chuột ngốc đây người trung niên hơi run liếc mắt nhìn tiểu sủng vật trong lòng nàng tự hồ đã hiểu được hắn nhìn đỗ địch an một chút nhíu nhíu mày không nói gì vội vã ôm lấy bé gái xoay người đi rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi hiếp mắt lại, từ từ trở về ốc xá của mình. Không bao lâu sau đã người quen xuất hiện trước ốc xá của hắn, là Pri Mao được Đỗ Địch An cứu cùng với đồng bạn của hắn, trong tay hai người bưng hai cái đĩa được đậy kín, bên trong chứa mấy con cá được nướng chín. Đỗ Địch An ngửi được mùi cá nướng nhàn nhạt, hắn ngồi dậy, nhìn hai người nói. Sao các ngươi lại đến đây? Đỗ tiên sinh, ta hỏi thăm được chỗ ở của ngài, biết ngài còn chưa ăn cơm trưa, ta đặc biệt mang mấy con cá nhỏ tới cho ngài, không biết có hợp khẩu vị của ngài hay không. Ly Mao cười cười, để chiếc đĩa xuống cái bàn bên cạnh, mở ra, bên trong là mấy con cá nhỏ xanh lam đã được nướng chín, bên ngoài có mấy phần nhợt nhạt. Đỗ địch an thầm nghĩ đến rất đúng lúc, hắn nói. Nếu đến rồi thì cùng ăn đi, vừa vặn ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi hai người. Không không, chúng ta đã ăn ở nhà rồi, chỗ này cũng không có nhiều, chúng ta ăn nữa thì ngài cùng helisa tiểu thư sẽ không đủ li mao vội vàng xua xua tay nói đồng thời trên mặt lóe lên vẻ lúng túng đỗ địch an nhìn thấy dáng dấp của hắn như vậy lại nhìn số lượng cá nhỏ xanh lam không nhiều lập tức hiểu rõ bọn họ mạo hiểm đi ra ngoài săn bắn cá nhỏ này vốn là chuyện vô cùng nguy hiểm nói rõ đồ ăn rất trọng yếu đối với bọn họ nhìn tuổi tác của li mao hiển nhiên đã thành hôn từ lâu một gia đình cũng không phải một mình hắn có thể quyết định mọi chuyện chuyện sợ lão bà này, tự cổ chí kim chưa bao giờ hết phổ biến. Đỗ Địch An cũng không khuyên nữa, cũng không ăn cá trên bàn mà nói. Bên ngoài nguy hiểm như thế, các ngươi mạo hiểm lớn như vậy chỉ vì chút cá này, nếu như gặp phải chuyện không may thì làm sao bây giờ, chẳng phải là cái được không đủ bù cái mất. Lì Mao nghe hắn nói, nhất thời nghĩ đến ân tình cứu mạng của hắn, trên mặt càng lúng túng, xấu hổ nói. Lại nói, lần này chúng ta có thể sống sót tất cả là do ngài, Chúng ta cũng không thường xuyên ra ngoài đánh bắt cá, bình thường cách một khoảng thời gian mới ra ngoài một lần, thời gian này đã được đại thần cúng tế tính toán chính xác, ra ngoài đi săn vào thời gian này sẽ rất ít gặp phải nguy hiểm, lần này xem như xui xẻo. Nhưng mà may mắn gặp được ngài, bằng không chúng ta thật sự là không về được rồi. Đại thần cúng tế tính toán được hung hiểm khi đi săn. Đỗ địch an kinh ngạc. Trong mắt mau lộ ra vẻ thành kính, nói đại thần cúng tế kế thừa rồi ý chí hoang thần có thể suy đoán hung cát biết được các loại sự tình thế giới bên ngoài đỗ địch an giật mình trong lòng đây há không phải là nói đại thần cúng tế này có biện pháp quan sát được tình huống xung quanh ở bên ngoài lẽ nào nàng có đồ vật khoa học kỹ thuật gì có thể quan sát được tất cả tình huống bên ngoài ánh mắt của hắn lấp lóe không tiếp tục hỏi việc này mà chuyển tới một vấn đề khác ta thấy hoang tướng nơi này của các ngươi có vẻ phi thường lợi hại Tại sao không cho bọn họ ra ngoài đi săn, như vậy chẳng phải là càng nắm chắc, hơn nữa thu hoạch cũng nhiều hơn? Hoang tướng trấn thủ nơi này, vạn nhất gặp phải một số hoang thú hung ác mò tới đây, đột nhập vào trong, bọn họ có thể phát hiện kịp thời, đồng thời chém giết, việc ra ngoài đi săn đều là do đội săn bắn chúng ta đi làm." Ly Mao cười nói. "Đội săn bắn? Không sai, chính là những người chuyên môn ra ngoài đi săn giống như chúng ta." Trong mắt Ly Mao có một tia đắc ý nho nhỏ, nói. Lại nói, Đỗ Tiên Sinh, ta thế nhưng là một vị đội trưởng đội săn bắn đấy. Là tiểu đội trưởng. Đồng bạn bên cạnh nhắc nhở hắn. Ly Mao lường hắn một cái. Tiểu đội trưởng cũng là đội trưởng. Đỗ Địch An thấy hai người cười đùa, lập tức hỏi. Có rất nhiều người mạo hiểm ra ngoài đi săn như các ngươi sao, làm thế nào mới có thể gia nhập vào các ngươi? Ly Mao nhẹ nhàng nở nụ cười, nói nhiều cũng chỉ có trăm người, phàm là là thành niên tráng đinh có thể bắt được hoang trùng bên trong địa long động là có thể trở thành là một thợ săn gia nhập vào đội săn bắn của chúng ta địa long động hoang trùng cái trước hiển nhiên là tên địa danh không cần thiết dò hỏi nhưng cái sau lại làm cho đỗ địch an có chút ngạc nhiên hắn nghĩ tới rồi ký sinh hồn trùng nhưng ký sinh hồn trùng đều mang tên của chính ma vật nó ký sinh hắn hỏi hoang trùng là cái gì rất khó bắt sao. Lấy thân thủ của ân công, khẳng định là bắt được dễ như ăn cháo, nhưng đối với bình thường chưa từng ăn hoang trùng mà nói, con vật nhỏ này lại vô cùng nguy hiểm, tuy rằng bắt được rất dễ dàng, nhưng năng lực của những vật nhỏ này thiên kỳ bách quái, có có chứa sức ăn mòn mãnh liệt, có thể ăn mòn găng tay phòng hộ. Hơn nữa những vật nhỏ này đều có một năng lực phổ biến chính là hấp huyết ký sinh, không cẩn thận bị chúng nó tiếp xúc thân thể sẽ xuyên vào bên trong thân thể, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, rất dễ dàng bị chết người, vì lẽ đó dám đi địa long động thu thập hoang trùng cũng là dũng khí chứng minh bản thân. Ly Mao có chút kiêu ngạo nói. Nếu như ngay cả địa long động cũng không dám đến, vậy thì đừng nói đến bên ngoài, đối mặt với những hoang thú khủng bố kia. Đỗ địch an nghe được kinh ngạc trong lòng, Ly Mao từ đoạn văn này lộ ra rồi khá nhiều tin tức. Hoang trùng có thể ăn. Các ngươi bắt hoang trùng, sẽ không phải để ăn đấy chứ. Người từng ăn hoang trùng sẽ có biến hóa gì đó sao? Trong mắt Mao lộ ra vẻ tán thưởng, nói: "Ân công quả nhiên thông minh, hoang trùng chính là đồ đại bổ, ăn hoang trùng, sức mạnh cùng thể lực sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ cần ăn đủ nhiều, thậm chí có thể trở thành hoang tướng." Nhưng tất cả hoang tướng đều là những người thân kinh bách chiến bên trong Địa Long Động, mặc dù là chúng ta những người đã từng ăn hoang trùng thì sức mạnh tăng lên đáng kể, nhưng bình thường cũng không muốn tiến vào Địa Long Động lần thứ hai. Những vật nhỏ này quả thực là quá nguy hiểm rồi, coi như là hoang tướng đi vào vẫn khó khả năng bị giết. Đỗ Địch An choáng váng, trong lòng nhất lên sông to gió lớn, ăn hoang trùng có thể tăng lên sức mạnh. Thể chất của Plymouth khoảng chừng trình độ cao cấp thú liệt giả, lẽ nào là dựa vào ăn hoang trùng. Ngươi nói ăn hoang trùng, chẳng lẽ là ăn như vậy? Đỗ Địch An làm ra một động tác ném đồ vật vào miệng ăn. Plymouth kỳ quái nói: "Đúng vậy, không phải vậy còn muốn ăn thế nào đỗ địch an hơi yên lặng trong lòng lập tức cực kỳ hứng thú đối với hoang trùng kia lớn lên trong cvr cự bích đã thành lập nhận thức thể chất tăng cường nhất định phải dựa vào ký sinh hồn trùng thực nhập vào trong cơ thể mượn sức mạnh hồn trùng mới có thể tăng lên sức mạnh hệ thống tiến hóa như vậy từ sau khi thời đại thí nghiệm chế tạo thú ma chiến sĩ kết thúc vẫn duy trì đến hiện tại không có người nào nghĩ tới còn có con đường tiến hóa khác đặc biệt là đỗ địch an thế giới của hắn quan là chủ nghĩa duy vật thời đại khoa học kỹ thuật biết cực hạn thể năng của nhân loại mặc dù là người đánh nhau giỏi nhất thế giới thịt cùng nhân từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều rèn luyện bắp sức mạnh đứng đầu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ sơ cấp thú liệt giả mà không giống như primau đã là cao cấp thú liệt giả chớ nói chi là những người có bắp thịt toàn thân bành trướng vượt qua quái vật mượn ma ngân tăng cường sức mạnh ma ngân bí ẩn khiến hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu thực tế này nhưng cư dân ở giữa thâm uyên này lại chỉ dựa vào ăn là có thể tăng cường thể chất. Coi như là ăn mỹ vị đỉnh cấp thế giới, ẩn chứa các loại dinh dưỡng phong phú nhất cũng chưa chắc có thể có hiệu quả như vậy. Thân thể có thể hấp thu bao nhiêu? Năng lực tiêu hóa có hạn, dinh dưỡng quá thịnh sẽ không tăng cường thể chất, trái lại chỉ có thể đến tam cao, thậm chí mắc bệnh của người giàu. Đỗ địch an thầm nghĩ trong lòng, nhưng từ lời Plymouth đến xem không hề giống nói dối, lẽ nào hoang trùng thật sự thần kỳ như vậy? Các ngươi muốn trở nên mạnh hơn, cũng chỉ có thể tới địa long động tìm hoang trùng ăn sao? Đỗ địch an quay sang pli Mao hỏi. pli Mao gật đầu. Ta đi qua ba lần, vì lẽ đó ta là tiểu đội trưởng, sức mạnh mạnh mẽ hơn tên này nhiều lắm, hắn nhát gan, chỉ đi qua một lần, những hoang tướng kia thì không giống, bọn họ chí ít cũng có mười lần trở lên. Đỗ địch an cảm giác trước mặt mình xuất hiện một con đường tiến hóa khác, nhưng hắn còn không biết con đường này cùng hệ thống tiến hóa ma ngân trong cự bích thì cái nào hoàn thiện hơn, hoặc là nói, cái nào không có hại, hay là cả hai loại điểm cuối đều là hủy diệt. Vậy tại sao không cho những hoang tướng kia vào trong địa long động lấy ra nhiều hoang trùng một chút, nếu như vậy, chẳng phải là có thể một lần để rất nhiều người trở nên mạnh mẽ. Tâm tư đổ địch an chuyển động, hỏi ra nghi vấn này. Ly mau sửng sốt, lắc đầu nói. Số lượng hoang trùng có hạn, qua một khoảng thời gian địa long động mới có thể mở ra, có người muốn bắt nhiều hoang trùng hơn một chút, nhưng có thể bắt được một con là tốt lắm rồi. Hơn nữa những hoang trùng này có cảm ứng lẫn nhau, nếu như ngươi bắt được một con, như vậy muốn bắt được một con hoang trùng khác thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Những hoang trùng khác thông qua đồng bạn cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, sau đó rời xa, thậm chí sẽ tụ tập lại một chỗ vây công ngươi, đã từng có người tham lam hoang trùng, một lần bắt được ba con, còn không vừa lòng muốn bắt thêm, kết quả tiếp tục thâm nhập sâu hơn, bị một đám hoang trùng vây quanh. Cuối cùng chỉ tìm được xương cốt cùng y phục của hắn trở về. Đỗ địch an tỉnh ngộ lại, hỏi. Vậy ta có thể đi địa long động không? Đại thần cúng tế mời ta ở lại đây mấy ngày, ta có thể gia nhập đội săn bắn của các ngươi, giúp các ngươi săn thú. Đương nhiên có thể. Lì Mao cao hứng nói. Lấy thân thủ của ân công, coi như không đi địa long động cũng như sức gia nhập đội săn bắn chúng ta, địa long động hơn một tháng nữa sẽ mở ra nếu như ân công muốn đến địa long động mở mang tầm mắt có thể xin với đại thần cúng tế bởi vì dù sao ân công cũng là người ngoại lai không biết đại thần cúng tế có đồng ý hay không hơn một tháng ánh mắt đỗ địch an hơi lấp lóe gật đầu nói đến lúc đó thử một chút xem lại nói ta gia nhập đội săn bắn cần phải xin đại thần cúng tế sao cái này cũng không cần Ly Mao cười nói ân công muốn gia nhập, hiện tại gia nhập cũng được, ta là đội trưởng, có thể để cho ân công trực tiếp thành đội viên của đội chúng ta, bất quá như vậy có chút oan ức cho ân công rồi. Là tiểu đội trưởng. Đồng bạn bên cạnh hắn lần thứ hai nhắc nhở. Ly mau liếc hắn một chút. Đỗ địch an miễn cười nói. Không có gì oan ức, ta vốn là thân phận mẫn cảm, ở nơi này của các ngươi một khoảng thời gian sẽ rời đi, có thể thì giúp đỡ các ngươi một chút cũng được. Chức vị đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ân công không dự định sinh hoạt ở đây sao? Ly Mao vội hỏi. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp. Sẽ không. Ly Mao hiểu được, không hỏi lại nữa, nghĩ đến cá trong đĩa hắn còn chưa ăn, vội hỏi. Ân công ăn cá đi, mãi nói chuyện mà quên mất, cá đã nguội rồi. Ân công chậm rãi ăn, chúng ta đi về trước, có chuyện gì? Ngài có thể đến ốc xá số 21 là có thể tìm được ta Ta ở đó Đỗ địch an khẽ gật đầu Trên những ốc xá này có khắc số Theo số bên trên ốc xá để tìm cũng không khó Chờ sau khi bọn hắn rời đi Đỗ địch an nhìn lam cá nhỏ màu xanh lam một chút Bỗng nhiên trong lòng có chút hoài niệm tháng ngày noise ở bên người Bất quá Từ biểu hiện của Primao cùng đại thần cúng tế kia mà xem Hẳn là sẽ không hạ độc ở trong này Hắn xé ra tầng da cá ăn chút thịt bên trong thân cá, phát hiện thịt con cá này rất ngon, ăn xong mấy miếng đã cảm giác được toàn thân tỏa nhiệt, trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra cá nhỏ màu xanh lam này là nguyên liệu nấu ăn hiếm có. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Trong năm ngày này đại đa số thời gian đổ địch an ở bên trong phòng của mình, người trong thôn đã dần dần quen thuộc với sự tồn tại của hắn, không ít thôn dân được lão nhân cảnh cáo, nhưng lòng Hiếu Kỳ vẫn thúc đẩy bọn họ vô tình hay cố ý tới gần đây nhìn lén. Kết quả phát hiện Đỗ Địch An có vẻ hoàn toàn không giống hình tượng hung ác tàn bạo như lời mấy ông già kể, lá gan cũng là chậm rãi lớn lên. Một số đứa nhỏ thường thường sẽ đến bên ngoài nơi ở của Đỗ Địch An chơi đùa, mới đầu còn bị cha mẹ kêu trở lại, nhưng sau đó cũng không thấy xảy ra chuyện gì, liền tùy ý để những hài tử này ở đây chơi đùa. Năm ngày qua, mỗi ngày Plimao đều mang đồ ăn tới cho Đỗ Địch An. Mới đầu là cá nhỏ màu xanh lam, sau đó số lượng cá nhỏ đưa tới từ từ giảm, đến cuối cùng chỉ đưa tới một số trái cây kỳ lạ. Đỗ Địch An biết đại đa số người nơi này đều lấy những trái cây này làm thức ăn, thổ nhưỡng ở đây bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng, không cách nào trồng. Có thể những trái cây này là bọn họ thử nghiệm ra từ mấy trăm năm trước, cấy ghép vào trong thôn, nhưng số lượng không nhiều, bởi vậy mặc dù là trái cây thanh đạm cũng vô cùng quý giá. Đại đa số người chỉ có thể ăn một số cây thủy sinh cùng vỏ cây. Đỗ Địch An đi dạo quanh thôn, đi đến đâu cũng khiến cho cư dân xung quanh vây xem với ánh mắt hiếu kỳ cùng căm thù, nhưng hắn cũng không để ý, thông qua năm ngày tiếp xúc, hắn phát hiện nhân khẩu trong thôn trang này cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 4, 500 người, lấy thần điện của đại thần cúng tế làm trung tâm, trải rộng ra bốn phía. Đại đa số thôn dân bởi vì nguyên nhân phóng xạ nên không cách nào sinh sản, trong đó thường thấy nhất là đội viên trong đội săn bắn thường xuyên phải ra ngoài mạo hiểm, bởi vậy ở đây nữ nhân cùng hài tử vô cùng quý giá Dưới tình trạng khan hiếm phụ nữ này Cuối cùng cũng xuất hiện hôn nhân một vợ nhiều chồng mà đổ địch an khó có thể tưởng tượng Hôn nhân mà dưới cái nhìn của hắn là vô cùng hoang đường này Vẫn có ái tình tồn tại Tỉ như Tuy Mao thường xuyên mang thức ăn đến cho Đỗ Địch An, hắn lần lượt chia sẻ vợ của mình với hai người đàn ông khác. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn yêu tha thiết thê tử của mình, cho rằng thê tử của hắn cũng yêu hắn tha thiết giữa hai người tồn tại tình yêu chân thành. Hơn nữa hắn cũng không ghen với hai người kia, trái lại là bạn tốt. Thời điểm biết được những thứ này, Đỗ Địch An cảm thấy tam quan, nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan của mình hoàn toàn bị phá hủy, nhưng hắn lại nghĩ đến bọn họ đã cùng nhau đi tới bây giờ, gặp phải vô số ma vật đáng sợ cùng nguy hiểm. Có thể ngoan cường sinh tồn trong hoàn cảnh này hơn 300 năm đã là cực kỳ gian khổ cùng không thể tưởng tượng được, sinh hoạt trong hoàn cảnh hoang đường này Tồn tại hôn nhân cùng ái tình hoang đường cũng là điều dễ hiểu. Mỗi lần nhìn thấy Plmao nói tới thê tử của mình đều tỏ vẻ hạnh phúc, Đỗ Địch An có cảm giác khá đặc biệt, thích ứng là một thứ vô cùng đáng sợ, sau khi đã thích ứng, hình thành thói quen rồi, sẽ không cách nào để phán đoán đúng và sai. Nhưng mà cuối cùng tiêu chuẩn đúng và sai cũng chỉ là xây dựng dựa trên thế giới quan có sẵn đã quen thuộc từ lâu, giống như một câu danh ngôn cũ, ai cũng không thể nhìn thấy sai lầm của mình, ai cũng không biết mình chính là thằng hề. Ngoại trừ chế độ hôn nhân kỳ lạ này, Đỗ Địch An phát hiện cư dân nơi này có vẻ hơi ham ăn lười làm, ngoại trừ Pri cùng những thành viên đội săn bắn, những lão nhân, nữ nhân khác cả ngày đều không có việc làm, một mực nghỉ trong nhà, chơi trò chơi đơn giản để giết thời gian, tự hồ không có ai muốn cải thiện hoàn cảnh lúc này. Cũng không có ai nghĩ tới phải sáng tạo thứ gì đó. Sau khi dò hỏi mấy người, Đỗ Địch An lập tức biết bọn họ đặt tất cả hy vọng lên người đại thần cúng tế đại thần cúng tế ở trong lòng bọn họ là tồn tại không gì không làm được, là tông đồ mà hoang thần chỉ định, có lực lượng của thần, nguyên nhân như vậy cũng làm cho không ít người đánh mất dục vọng phấn đấu. Dù sao, có nghi vấn gì thì chỉ cần thỉnh giáo đại thần cúng tế là có thể được giải đáp, tội gì phải phí phạm đầu óc. Điều này làm cho đổ địch an nghĩ đến những người mẹ thất bại, một lãnh tụ ưu tú không hẳn có thể tạo ra một đám nhân tài ưu tú. Nhưng mà, ở đây cũng có nhân tố hoàn cảnh, bên trong thế giới bị phong bế dưới lòng đất này phạm vi bọn họ có thể hoạt động rất có hạn lâu dần người cũng biến thành lười biếng sau khi quen thuộc bầu không khí nơi này mỗi ngày đỗ địch an đều ở phòng của mình rèn luyện thân thể thể chất của hắn đã đạt đến bình cảnh đỉnh cấp chúa tể đỉnh điểm mặc dù tim thần tương nhiều hơn nữa cũng không thể đạt đến mức độ vực sâu nhưng năng lực chiến đấu lại không ngừng tăng lên bí thuật của long tộc cùng dực tộc nham tộc đều bị đỗ địch an chiếm được huyết long thuật của long tộc kim cương thân của nham tộc, lôi dực của dực tộc, tất cả đều là những bí thuật cực kỳ hữu dụng trong chiến đấu, có thể tăng năng lực phòng ngự, tốc độ phi hành, cùng với năng lực ẩn nấp của hắn. Ân công Ly Mao mang theo hộp đá nhỏ chạy đến bên ngoài ốc xá của Đỗ Địch An, hưng phấn chạy vào, nhìn thấy Đỗ Địch An đang nằm sấp trên mặt đất với tư thế kỳ quái, hắn cười nói. Ân công đang rèn luyện. Bàn tay Đỗ Địch An đẩy một cái, từ dưới đất đứng lên, không trách hắn không gõ cửa đã vào hỏi chuyện gì mà cao hứng như thế plymouth nhếch miệng cười nói đại thần cúng tế nói rồi ngày mai lúc tờ mờ sáng có thể đi hồ lam ngư bắt cá mà không gặp nguy hiểm thật không vậy thì rất tốt lần này có thể săn nhiều hơn một chút đỗ địch an cười nhạt mấy ngày nay hắn bảo plymouth dẫn hắn đi ra ngoài đi săn muốn dựa vào thu hoạch đi săn để nhanh chóng xây dựng tình hữu hảo với cư dân ở đây nhưng đều bị cự tuyệt nguyên nhân là vì quá nguy hiểm, rốt cục bây giờ có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi. Đúng đấy. Ri Mao hưng phấn nói. Lần này có ân công, nhất định có thể bắt được rất nhiều, đợi lát nữa trở lại ta sẽ chuẩn bị túi, ân công, buổi tối ta đến tìm ngươi, tập hợp ở đường hầm. Tập hợp. Đỗ Địch An hỏi. Còn có người khác. Đúng vậy, nghe nói thực lực ân công phi phàm, có rất nhiều người muốn gia nhập chúng ta, theo chúng ta cùng đi hồ lam bắt cá. Ly Mao cười nói. Ta xem tình huống trong nhà bọn họ cũng không quá tốt, ta đã đồng ý rồi, ngược lại đại thần cúng tế đã nói không vượt quá 20 người sẽ không có nguy hiểm, vì vậy ngoại trừ hai người chúng ta còn có 18 người nữa. Há, tốt. Đỗ địch an gật đầu, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, nói không vượt quá 20 người liền tụ tập vừa vặn 20 người, đây là ngay thẳng cỡ nào a? À? Nói như vậy được rồi, hiện tại ta lập tức trở về để chuẩn bị rimao hào hứng nói với đỗ địch an chờ sau khi hắn rời đi đỗ địch an mở hộp đá ra bên trong là hai con cá nhỏ màu xanh lam đã hai ngày hắn không được ăn cá nhỏ này rồi có lẽ là cảm thấy ngày mai xuất phát sẽ có thu hoạch lớn vì vậy nên đã lấy ra tất cả lương thực tích trữ không biết nếu ăn đồ vật dưới đáy hồ kia mùi vị sẽ thế nào đỗ địch an nghĩ đến quái ngư khủng bố ở dưới đáy hồ kia ánh mắt hắn lấp lóe hắn dự định cố gắng biểu hiện, thành lập quan hệ hữu hảo cùng những thôn dân này. Lần này ra tay tất nhiên không thể biểu hiện như lần trước, nhưng nếu như chỉ dựa vào tự thân sức mạnh bắt được quái ngư, không khỏi sẽ khiến cho mấy người khác kiên kỵ. Thậm chí rất khả năng trong những người này còn có người của đại thần cúng tế cài vào, cố ý thăm dò sức mạnh của hắn. Ta dùng huyết long thuật áp chế nguồn nhiệt phản ứng, hẳn là bọn họ không biết thực lực cụ thể của ta, chỉ có thể suy đoán từ hai con hành thi kia, cho rằng ta là khai hoang giả, thậm chí là nội hoang. Nếu như vậy, ta vẫn cần phải ẩn giấu thực lực. Tâm tư đổ địch an chuyển động, dưới tình huống ẩn giấu thực lực để bắt quái ngư, vậy cũng chỉ có thể dùng công cụ rồi. Nghĩ đến công cụ, trong đầu của hắn lập tức liệt kê ra vô số công cụ bắt cá của thời đại trước, trong lòng đã có chủ ý. Buổi tối đến, Lì Mao nhất theo trường mâu đi tới trước cửa ốc xá của Đỗ Địch An, dẫn đổ Địch An đi tới tập hợp ở đường hầm. Sớm như thế. Đỗ địch an hơi kinh ngạc, theo như đồng hồ quả lắc hắn mang tới, giờ khắc này mới là 6 giờ tối, khoảng cách cho tới bình minh ngày mai còn tận hơn 10 giờ nữa. Buổi tối hoang thú bên ngoài sẽ đi ra hoạt động săn mồi, không thích hợp đi lại bên trong đường hầm, chúng ta phải đến đường hầm sớm, nghỉ ngơi ở nơi đó một đêm. Mao cười giải thích. Đỗ địch an bừng tỉnh, suy nghĩ một chút, nói ta có một ý tưởng có thể làm cho thu hoạch lần đi săn này của chúng ta tăng lên gấp đôi nhưng mà phải chuẩn bị một ít công cụ không biết nơi này của các ngươi có hay không mắt mau sáng lên thu hoạch tăng gấp đôi ân công cần công cụ gì dây thừng ta muốn bệnh một cái lưới đánh cá Ti hứng thú trong mắt mau lập tức biến mất cười khổ nói ân công là muốn muốn dùng lưới đánh bắt cá không dùng được chúng ta đã sớm thử phương pháp kia những con cá trong hồ đều là loài ăn thịt, hàm răng sắc bén, có thể cắn rách lưới đánh cá dễ dàng. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu nói. Bệnh lưới đánh cá không phải dùng để bắt cá, mà là dùng để bẫy cá, tới lúc đó ngươi sẽ biết nơi này của các ngươi có sẵn lưới đánh cá không. Bẫy cá. Ly Mao nghi hoặc, nói. Lưới là có sẵn, nhưng không phải dùng để bắt cá, mà dùng để bẫy tiểu hoang thú, được một đội săn bắn khác bảo vệ. Nếu như ân công muốn ta có thể đi mượn cho Nhưng mà nếu như làm hỏng chúng ta phải bồi thường cho người ta Đỗ địch an nhìn ra được hắn lo lắng cho sự an toàn của lưới đánh cá Hắn không muốn giải thích, nói Đi mượn đi, hỏng thì ta bồi thường Li Mao nhìn thấy dáng vẻ của hắn như đã định liệu trước, nửa tin nửa ngờ nói. Ân công, biện pháp mà ngài nói thật sự có hiệu quả. Hẳn là sẽ hiệu qua. Lời còn chưa nói hết, Đỗ Địch An lập tức ngừng lại, nói. Đúng rồi, không phải còn có 18 người ở đây, bảo bọn họ không cần mang mâu, tất cả đều mang theo công cụ dùng để đào đất. Không cần mang mâu. Ly Mao lập tức sửng sốt, đi ra ngoài đi săn lại không mang vũ khí mà mang công cụ đào đất. Đây là muốn đào hố chôn mình. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt hắn quá dị, hoàn toàn có thể đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, nói. Tin tưởng ta, mang mâu sẽ không dùng đến, tất cả đều mang công cụ đào đất tới, mặt khác lưới đánh cá phải mượn cỡ lớn. Ân công, chuyện này. li Mao có chút do dự, dù sao ra ngoài đi săn một lần cũng không dễ dàng, là một cơ hội hiếm có, nếu như chỉ có một mình hắn thì không có vấn đề, nhưng lần này còn có 18 người khác, sau lưng 18 người này chính là mười mấy gia đình, gánh vác khẩu phần lương thực của trẻ nhỏ cùng người già. Nếu như lần này ra ngoài không có thu hoạch, vậy thì những ngày kế tiếp sẽ rất khổ sở ân công, không phải ta không tin ngươi, chỉ là ta lo lắng những người khác không hẳn đã chịu làm như thế. Lì Mao nói một cách uyển chuyển. Đỗ địch an nhìn ra hắn đang làm khó dễ, hắn nói. Nếu như có người muốn mang mâu thì để bọn họ mang, những người khác mang công cụ đào đất, có thể bảo bọn họ mang túi đựng cá thật lớn, nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ được mùa lớn. Được rồi. Lì Mao cười khổ, nếu như không phải Đỗ Địch An đã cứu hắn hắn cũng lười đứng nghe đỗ địch an nói ra ngoài đi săn không mang theo mâu còn muốn được mùa lớn không trần chuồng trở về là tốt lắm rồi sau một tiếng tuy mau mang theo lưới đánh cá mượn được tới tìm đỗ địch an đi cùng hắn còn có ba bốn tráng niên tất cả đều quất xẻng cùng những công cụ đào đất tuy mau nhìn thấy đỗ địch an chờ ở cửa lập tức bước nhanh tới nói ân công đã mượn được lưới đánh cá rồi nhưng mà thời điểm dùng nhất thiết phải cẩn thận bọn họ nói nếu như bị hư hao, ít nhất phải bồi thường bọn họ 30 con cá. Đỗ địch an liếc mắt nhìn lưới đánh cá này, là dùng vỏ cây cùng sợi dây leo bệnh lại, từng sợi dây bệnh vô cùng tráng kiện dùng để đi săn ma vật bên ngoài, nhìn rất tinh xảo. Hắn nặng nặng lưới đánh cá, khá cứng cỏi, trong lòng thỏa mãn hỏi. Những người khác đâu? Bọn họ đều ở bên ngoài đường hầm chờ chúng ta. Rimao nhìn ánh đèn yếu ớt trên đỉnh thôn trang, nói. Thời gian đã không còn sớm rồi, Ân Công, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát. Được. Đỗ Địch An gật đầu, xoay người trở lại trong phòng, dắt Helisa đi ra, nói: "Đi thôi." Helisa tiểu thư cũng muốn đi. Lī Mao kinh ngạc. Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, nói: "Ta cùng với nàng không rời xa nhau." Lī Mao bừng tỉnh, không hỏi thêm nữa, ra hiệu cho mấy người mang lưới đánh cá. Không bao lâu sau, Mấy người đã đến đường hầm ngoài thôn, chỉ thấy mười mấy người đứng đợi ở trước đường hầm, trong đó có hơn nửa trong tay cầm theo mâu, trên lưng cõng một cái sọc nhỏ, buồn bực ngán ngẫm chờ đợi. Nhìn thấy Đỗ Địch An cùng Pli Mao đến, tất cả mười mấy người đều nhìn sang, ánh mắt rơi trên người Đỗ Địch An tràn đầy hiếu kỳ, trong đó cũng có số ít mang theo vẻ lạnh nhạt cùng cảnh giác. Đỗ Địch An không để ý, bước tới trước. Các vị, đây chính là Đỗ Địch An tiên sinh, ân nhân của ta. Li Mao vừa đến lập tức giới thiệu Đỗ Địch An cho mọi người. Mọi người nhìn thấy Đỗ Địch An, không nói tiếng nào, bầu không khí có chút lúng túng. Li Mao biết thân phận của Đỗ Địch An mẫn cảm, ho nhẹ một cái nói. Các vị, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trước tiên đến đường hầm đi. Lão lôi, mấy người các ngươi thật sự chỉ mang theo sẻn mà không mang theo mâu. Một người trung niên trong đó tuổi tác khoảng chừng 40 cao mày nói. Li Mao liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn đổ địch an một chút nói Chúng ta không cần mâu Các ngươi muốn thì cứ mang theo Lão lôi Nếu lần này không có thu hoạch Ngươi có thể phải ăn cỏ mấy ngày đấy Người trung niên nhắc nhở Primao khẽ lắc đầu Phất tay nói Chuẩn bị xuất phát Người trung niên nhìn đổ địch an một chút Trong mắt có một tia bất mãn Nhưng không nói gì Lần này dẫn đội chính là Primao Hắn chỉ cần bảo đảm mình sẽ không tay không mà về là tốt rồi mọi người lục tục tiến vào giữa đường hầm không bao lâu đã tới cửa nham thạch ngăn chặn đường hầm chỉ thấy hai vị hoang tướng đang trông coi tại nơi này mà ở lối vào này ngoại trừ bọn họ còn có hai nhóm nhân mã mỗi một đợt đều có khoảng mười mấy người giờ khắc này ngồi thành hai hàng trên đất mà ngủ đỗ địch an nhìn lướt qua trang phục hai nhóm người này công cụ bọn họ mang theo khá nhiều có lưới đi săn hoặc khung gỗ khổng lồ trên đất còn có trường mâu cùng kiếm ly mau ngựa chạy đường quen đi tới một chỗ khác trên đất trống, bảo mọi người nghỉ ngơi. Đỗ Địch An hỏi hắn về hai nhóm người này, Ly Mao thấp giọng giải thích. Bọn họ là đội săn bắn xếp thứ ba cùng đội đội săn bắn xếp thứ năm, chủ yếu săn bắn tiểu hoang thú trên cánh đồng hoang nhỏ này, không có quan hệ gì với chúng ta. Đỗ Địch An hiếu kỳ trong lòng, tiếp tục hỏi vài câu mới biết phạm vi đội săn bắn bọn họ phụ trách đi săn không giống nhau, như Ly chủ yếu phụ trách Lam Ngư Hồ, sở dĩ có phân chia như vậy, chính là bởi vì lam ngư hồ là địa phương tổ phụ primau tìm được sớm nhất, bởi vậy bị đại thần cúng tế phân cho hắn, sau đó từng đời một truyền thừa. bây giờ đã rơi vào tay primau, những người khác muốn đến lam ngư hồ để săn, nhất định phải gia nhập tiểu đội săn bắn của primau, con mồi săn được primau sẽ được phân chia một phần mười. như vậy điều lệ khiến đổ địch an hơi kinh ngạc, đây là tương tự với hợp đồng khế ước, không nghĩ tới ở địa phương lạc hậu này cũng sẽ thực thi. nhưng mà cứ như vậy quả thực hiệu suất sẽ được tăng cao. Yêu, lão lôi, ngày mai các ngươi cũng ra ngoài. Từ trong một nhóm người đó có một người trung niên tuổi tác sấp xỉ tuy có vẻ rất quen thuộc tuy cười nói. Lần này mang nhiều người như vậy, chuẩn bị lớn làm một phen sao. Tuy cười đáp. Nào có, lần này các ngươi chuẩn bị thế nào? Cái gì chuẩn bị với không chuẩn bị, cho dù chuẩn bị tốt cũng phải dựa vào ý trời nữa. Người này cười cợt, ánh mắt quét đoàn người một chút rồi dừng lại trên người đổ địch an một lúc nói. Nghe nói lần này các ngươi dẫn theo người ngoại lai kia cùng đi đi săn, người này quả thật rất mạnh chứ. Li Mao tức giận nói. Mạnh hơn gấp mấy lần so với ngươi. Ha ha, có thể dễ dàng giết chết hành thi, quả thực là mạnh hơn ta. Người này lập tức cười to. Đỗ địch an liếc nhìn hai người một chút, tựa trên tường nhắm mắt dưỡng thần, đợi tới ngày mai hành động đi săn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khoảng 8, 9 giờ, tất cả mọi người đã lục tục ngủ, tiếng ngáy phập phồng ở bên trong đường hầm. Trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi có một tiếng nói thô lỗ vang lên. Dậy hết đi, đã đến giờ rồi. Đỗ địch an tỉnh lại từ trong giấc ngủ nông, mở hai mắt ra, chỉ thấy những người khác cũng lục tục tỉnh lại. Nói chuyện chính là hoang tướng, cửa đường hầm đã bị đẩy lên làm lộ ra một cái khe. Ly Mao cũng tỉnh lại, vỗ vỗ những người còn đang ngái ngủ, kéo tất cả mọi người dậy nói. Chuẩn bị một chút, xuất phát thôi. Tất cả mọi người nhanh chóng thu thập xong đồ vật, theo sau lưng tuy mau ra ngoài hang động. Trong nháy mắt, ba nhóm người chia nhau ra từng khu vực để săn. Sắc trời tờ mờ sáng, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua tầng mây, đổ địch an ngửi được mùi ẩm ướt độc đáo cùng không khí trong lành của khu hoang dã thời điểm sáng sớm, cảm giác lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, ý thức cực kỳ tỉnh táo, hắn nắm tay Helisa theo sát sau lưng tuy mau, vượt qua rừng cây. Đi được không bao lâu đã tới hồ nước màu xanh lam kia, chỉ thấy mặt hồ yên bình như gương, xanh thẳm mỹ lệ. Những người khác nhìn thấy mặt hồ màu xanh lam này, con ngươi tỏa ra ánh sáng, hận không thể lập tức tiến lên làm lớn một phen. Đỗ địch an nhẹ nhàng ngửi, thấy được không khí vẫn lưu lại mùi máu tanh, ánh mắt quét qua, nhìn thấy xa xa bên hồ có mấy dấu chân ma vật ngổn ngang, xem ra trong mấy ngày này còn có những ma vật khác đã tới nơi này, tự hồ đã trải qua một hồi ác chiến. Xem ra nguồn nước này là địa phương thu hút ma vật tốt. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, lúc này Plimau đi tới bên người Đỗ Địch An, hỏi. Ân công, thời gian của chúng ta có hạn, chỉ có 2 giờ, ngài định làm gì? Đỗ Địch An biết thời gian cấp bách, cũng không dài dòng, nói. Đến nơi nước cạn lần trước ngươi bắt cá, nghe khẩu lệnh của ta đào một cái hố sâu, dẫn cá vào trong hố vừa đào cuối cùng tập trung lại vớt li mao cảm thấy mờ mịt nhưng việc đã đến nước này cũng không nhiều lời dù sao hắn ngay cả vũ khí cũng không mang theo chỉ có thể nghe đổ địch an chỉ huy hắn xoay người triệu tập mọi người đi tới nơi nước cạn lần trước bắt cá quay sang đỗ địch an nói đào hố ở nơi nào đỗ địch an lấy tay chỉ chỉ nước cạn bên hồ nói ở đây cũng có một lỗ hổng đào một cái hố bên này tất cả mọi người cùng đào hố sâu 2 mét là được, kéo dài tới nơi này, khoảng 10 mét. Ly Mao thấy đổ địch an tính toán, lập tức tỉnh ngộ, tuy rằng hắn chưa từng nghĩ ra phương pháp này, nhưng nhìn cử chỉ của đổ địch an có vẻ rất khả thi. Hắn lập tức quay sang mọi người, nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo lời đổ tiên sinh làm. Nói xong hắn là người thứ nhất nhất theo sẻn đi tới bên hồ, nhanh chóng đào đất. Những người khác quay sang nhìn nhau, cũng cùng hắn đồng thời đào đất. Bảy, tám người khác mang theo mâu nhìn thấy động tác của mấy người Plymouth, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy mờ mịt, không biết nên hỗ trợ hay là nên chờ đợi. Rất nhanh, người trung niên nhắc nhở Plymouth lúc trước đã xoay người rời đi, tới một chỗ nước cạn khác bên hồ, nhất trường mâu đâm vào trong nước, rất nhanh đã đâm được một con, ném vào trong sọt. Những người khác thấy hắn có thu hoạch, nhất thời súng lại đi qua đó, dùng dập tìm tới nơi nước cạn, dùng mâu đâm cá. Số lượng cá nhỏ xanh lam trong hồ nhiều vô số kể, thấy có người tới gần thi nhau bơi sát bờ, có con cá nhỏ còn nhảy lên, cắn vào mũi mâu, trong cái miệng nhỏ đầy răng. Đỗ địch an nhìn những người này một chút, không nói gì, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía giữa hồ, đề phòng con quái ngư khủng bố kia ẩn núp lại đây tập kích bọn họ, đồng thời đi tới rừng cây bên cạnh, dùng chiến đao chém đứt cây cối, tước thành một cây một côn nhỏ, chống ở giữa lưới đánh cá, làm lưới đánh trở thành một cái sọc cỡ lớn. Một lát sau, cái hố mà đổ địch an cần đã đào được rồi, tất cả mọi người đều là thể chất thú liệt giả, hiệu suất đào hố rất nhanh. Ân công, hiện tại làm gì đây? Ly mau lau cái trán đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn lướt qua những người khác đâm cá ở một bên hồ kia, trong mắt có một tia lửa nóng cùng căng thẳng, hắn không cam tâm, quay sang đổ địch an hỏi. Đặt lưới đánh cá ở chỗ này. Đỗ địch an ra hiệu cho hắn đặt lưới đánh cá theo chiều ngang xuống hố mấy người cùng làm việc rất nhanh đã cố định lưới đánh cá trong hố đỗ địch an tiếp nhận cái xẻng trong tay plymouth nhanh chóng đào ra khe hở giữa hồ và hố vừa đào nước hồ chậm rãi chảy vào hố sâu nhưng mà cá nhỏ màu xanh lam bên hồ đều bị những người đâm cá kia thu hút chỉ có mấy con cá nhỏ theo hồ nước chảy vào hố sâu đỗ địch an vung vẩy chiến đao đâm vào giữa hồ nước nhấc lên một con cá nhỏ màu xanh lam khẽ xoay cổ tay ánh đao nhanh chóng chặt con cá nhỏ thành nhiều đoạn Máu tươi chảy ròng ròng, hắn ném con cá vào giữa hồ. Không bao lâu sau, vượt qua sự mong đợi của hắn, bị mùi máu tanh kích thích, rất nhanh tất cả cá nhỏ bên hồ đều bị dẫn dụ lại đây, mặt hồ sôi trào, cá nhỏ không ngừng nhảy lên. Theo hồ nước lưu động, cá nhỏ nhanh chóng tràn vào trong hố sâu, tất cả cá nhỏ đều tràn vào trong lưới, bơi về chỗ sâu nhất. Ngắn mũi không tới mấy phút đồng hồ, lưới đánh cá trong cái hố sâu 2m, dài 10m đều bị cá nhỏ màu xanh lam cùng nước hồ lấp kín cá nhỏ bên trong dân trào đếm lướt qua chí ít cũng có mấy trăm gần ngàn con Li mau cùng mấy người đào hố nhìn thấy cảnh này ngơ ngác đến xuất thần khó có thể tin được đỗ địch an thấy thời gian đã tới rồi quay sang Li mau nói chặn miệng hố lại Li mau phản ứng lại vội vàng nói với mấy người cầm xẻng đứng bên cạnh đào đất lấp kín miệng hố nước trong hồ ngưng chảy vào hố trong hố sâu chỉ còn lại đầy cá cùng nước hồ đỗ địch an bảo primao tiếp tục đào đất ở điểm cuối của hố đào sâu một chút để hồ nước chảy ra ngoài đỗ địch an nói chuyện primao lập tức hiểu mấy người khác cũng tỉnh ngộ lại giống như được thể hồ quán đỉnh từng tên hưng phấn đến nhất xẻng lên nhanh chóng đào đất chỉ cảm thấy đào huyết dịch toàn thân đều sôi trào rất nhanh mấy người hợp lực đào ra một vũng nước nhỏ nước trong hố sâu chảy ra ngoài rất nhanh bị thổ nhưỡng hấp thu Lưới đánh cá trong hố sâu nhanh chóng chìm xuống, bên trong chỉ còn dư lại nhiều con cá nhỏ màu xanh lam dãy dụa, đầy ấp lưới. Đỗ địch an nhìn đồng hồ, mới chỉ qua một canh giờ, còn có thể làm tiếp một mẻ lưới nữa. Cái này, nhiều như vậy. Ly Mao nhìn cá nhỏ màu xanh lam trong lưới đánh cá bởi vì thiếu dưỡng khí mà nhảy nhót dãy dụa, con mắt trợn trừng, hưng phấn đến khó tin. Mấy người khác cũng đều nhìn trừng trừng, nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác giống như đang nằm mơ. Đỗ Địch An nói: "Chuẩn bị thu lưới, nắm lấy cá bên trong ra, tiếp tục đánh bắt một lần nữa rồi trở về." Ly Mao nghe được Đỗ Địch An nói còn muốn làm một mẻ lưới nữa, không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, theo bản năng mà nói: "Ta, hình như túi chúng ta mang không đủ để đựng." "Không sao, ta có biện pháp, đợi lát nữa các ngươi đến bên cạnh hái lượng lớn lá cây lại đây, lót phía dưới lưới đánh cá, trực tiếp dùng kéo lưới đi về." Đỗ Địch An nói: "Lão Lôi" Các ngươi ở nơi này thu hoạch thế nào? Một người bên hồ đâm cá chú ý tới vẻ mặt mấy người Mao hưng phấn, cảm giác kỳ quái, nhất theo trường mâu đi tới. Mao quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào cái sọc trên lưng hắn, bên trong có mấy con cá nhỏ đang nhẹ nhàng nhảy. Bin, thu hoạch rất tốt. Bin nhét miệng nở nụ cười, vừa muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên ánh mắt của hắn bị cảnh tượng trong hố sâu trước mắt hấp dẫn, hắn há hốc mồm, đứng ngay tại chỗ qua rồi một hồi lâu mới tỏ rõ vẻ khó có thể tin, vội vàng quay đầu nhìn Pli Mao. Cái này, cái này đều là vừa nãy các ngươi làm. Chẳng lẽ còn có thể làm từ hôm qua sao? Tuy cười nói. Mấy người khác cũng nở nụ cười, tâm tình đặc biệt kích động, mới đầu bọn họ còn lo lắng lần này mang theo sẻn lại đây sẽ không thu hoạch được gì, nhưng mà phương thức săn mới mẻ này lại cho bọn hắn kinh hỉ không tưởng tượng nổi, riêng là cá trong hố sâu này đã đủ cho bọn họ sinh hoạt rất nhiều ngày rồi mà Đỗ Địch An còn muốn làm tiếp một mẻ lưới, bọn họ cảm thấy được hạnh phúc cùng phấn khởi trước nay chưa từng có. Ta, trời ạ! À. Binh trừng lớn hai mắt, thán phục lên tiếng. Những người xa xa đâm cá bên hồ nghe được động tĩnh của nơi này, tò mò đi tới, rất nhanh, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khắp nơi. Tất cả người đâm cá đều trợn to hai mắt, trợn mắt liếu lưỡi. Đỗ địch an thấy cá nhỏ màu xanh lam bên trong lưới đánh cá liên tục dãy dụa nhảy lên, khẽ to mày, không nghĩ tới những con cá nhỏ hung hãn như vậy dưới tình huống thiếu nước còn có thể kiên trì lâu như vậy đợi lúc tất cả chúng nó đều nghẹt thở mà chết hẳn phải mất cả tiếng nữa hắn nói với tuy mao kêu đoàn người mở ra một lỗ hổng đằng sau mặt lưới chuẩn bị thu cá trước tiên phóng chúng nó vào vũng bùn cẩn thận đừng để bị cắn giờ khắc này đổ địch an nói chuyện tất cả những người khác đều vểnh tay lên lắng nghe đổ địch an nói xong không đợi tuy mao đáp ứng bên cạnh lập tức có người kêu lên để ta đi. Ta cũng đi. Tính ta một người. Li Mao thấy mấy người này nhảy nhót, nở nụ cười, lập tức dựa theo đổ địch an nói, phân công bọn họ đến đằng sau hố sâu, bởi địa hình khá thấp nên khe hở của lưới đánh cá bị hở ra, cá trong lưới lập tức rơi ra ngoài, rơi vào vũng bùn phía bên dưới. Mấy người đứng ở vũng bùn dùng xẻng mút cá, quăng lên trên bờ. Mấy người khác chờ ở một bên hố lập tức đập chết hoặc đập ngất những con cá được quăng lên bờ này, sau đó cất vào túi cùng giỏ cá. Mấy người đâm cá bên cạnh thấy bọn họ trắng trợn thu cá, thèm thuồng cực kỳ, cảm giác giống như một đống cao lương mỹ vị ở trước mắt tỏa ra mùi hương, có người trong đó cũng dùng cái sọt không lưng lượng cá. Ri Mao chú ý tới mấy người đâm cá cũng lượng cá, lập tức kêu lên. Mấy người các ngươi, không phải trước chúng ta đã nói, các ngươi làm việc của các ngươi, chúng ta làm việc của chúng ta, tại sao lại đến lượng cá của chúng ta? Hắn vừa mở miệng, những người khác đang cặm cụi làm việc cũng nhận ra lập tức kêu lên đúng đấy các ngươi đang làm gì tại sao lại lượng cá của chúng ta hố này hố là do chúng ta đào cá là do chúng ta bắt được các ngươi tới lượng có phải là không thích hợp mấy người lượng cá nghe được âm thanh bọn họ kháng nghị cùng ánh mắt bất thiện nhất thời cảm thấy quẫn bách một người trong đó ngượng ngùng nói nhiều cá như vậy các ngươi cũng không chứa nổi mọi người đều là cùng ra ngoài săn bắt hà tất phải như vậy cái gì gọi là chúng ta cũng không chứa nổi Ai nói chúng ta không chứa nổi Lập tức có người cả giận nói Tuy rằng mọi người ở đây đều quen biết lẫn nhau Xem như là người quen Nhưng ở trước mặt đồ ăn sẽ không dễ nói chuyện như vậy Mấy người lượng cá tự biết mình đuối lý Nhưng cứ trơ mắt nhìn nhiều cá như vậy Mà mình một con cũng không được chia Trong lòng khó có thể chịu đựng Người trung niên lúc trước khuyên bảo tuy mau nói Lão lôi, chúng ta ra ngoài đi săn, ngươi cũng không thể không nói nhân nghĩa như thế, nhiều cá như vậy, các ngươi cũng không chia cho chúng ta một con, không phải hơi quá đáng rồi sao? Ly Mao nghe thấy vậy lông mày nhíu lại, tức giận nói. Trước bảo các ngươi mang sẻn, các ngươi có mang sao? Thời điểm chúng ta đào đất, các ngươi đang đâm cá, nếu như chúng ta một con cũng không bắt được, các ngươi sẽ chia cá của các ngươi cho chúng ta sao? Người trung niên bị hắn bắt bẻ, lập tức á khẩu không trả lời được. Đỗ Địch An thấy bọn họ sắp ầm ĩ lên, lập tức đi ra hòa giải, kêu lên. Lão lôi. Mọi người thấy hắn mở miệng, lập tức quay sang nhìn về phía hắn. Con cá này liền để bọn họ mang đi, mọi người đều là người một thôn, không cần thiết phân chia rạch ròi như vậy, đều là người của mình cả. Đỗ Địch An rất hào phóng nói. Tuy mau hơi run, có chút không cam lòng, nói. Nhưng mà lúc trước bọn họ không nghe ngài, còn nghị luận sau lưng ngươi, những con cá này bọn họ không bỏ ra nổi một điểm khí lực. Đỗ Địch An hơi giơ tay ra hiệu hắn ngừng lại, nói: Lớn lên sinh hoạt đã không dễ dàng gì, cho ta mặc mũi, coi như ta phân cho bọn họ đi, ngược lại ta cũng không ăn được nhiều như vậy. Như vậy sao được? Ly Mao nghe được Đỗ Địch An muốn lấy phần của bản thân chia cho bọn họ, lập tức kêu lên. Mấy người đâm cá bên cạnh không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ nói chuyện vì bọn họ hơn nữa còn muốn đem phần của hắn nhường lại trong lòng không khỏi có chút cảm kích đồng thời cũng có chút xấu hổ cùng hối hận lão lôi đỗ địch an nhìn tuy mao tuy mao thấy thái độ đỗ địch an kiên quyết như thế trong lòng thầm than nói nếu ngươi mở miệng rồi chỉ cần mọi người không ý kiến thì phân cho bọn họ một phần đi ta không ý kiến ta cũng không ý kiến những con cá này đều là chủ ý của đỗ tiên sinh Đỗ tiên sinh nói phân cho ai liền phân cho người đó Nếu đỗ tiên sinh nói không chia cho ngươi Ngươi đồng ý chứ Ta Nghe được lời đùa cợt này Những người khác lập tức nở nụ cười Bầu không khí hòa hoãn lại Nhanh, dành thời gian thu cá Đỗ địch an nói Mọi người biết thời gian cấp bách Từng người cắn răng làm Những người đâm cá kia cũng dùng dập ra tay giúp đỡ Chờ thời điểm thu cá bọn họ mới ý thức được cái sọc đựng cá mình mang theo quả thực quá nhỏ rồi, căn bản không đựng được bao nhiêu, mà bọn họ vốn cho rằng có thể chứa đầy một cái sọc đã coi như được mùa lớn rồi. Bây giờ nhìn lại, so với đám người Plymouth mang theo cái túi lớn, quả thực giống như là gặp sư phụ. Không ít người hối hận trong lòng, hối hận lúc trước khi không có ánh mắt. Không bao lâu cá trong hố đều được đào lên, đổ địch an nhìn đồng hồ, dặn dò Plymouth làm lại bảy lưới đánh cá một lần nữa, sau đó khơi thông dòng chảy nước lập tức tràn vào cùng với nước còn có số lượng lớn cá nhỏ màu xanh lam mọi người vừa thu lượng cá nhỏ trên bờ vừa không ngừng nhìn bầy cá tràn vào lưới đánh cá âm thầm hưng phấn mấy người đâm cá lúc trước rốt cuộc đã biết tại sao có thể vớt được nhiều cá như vậy so với phương pháp đâm cá của bọn hắn phương pháp bắt cá như vậy quả thực chính là cướp sạch đỗ địch an nhìn mặt hồ phía trước lưu ý con quái ngư trong hồ nhưng mà chờ lần thứ hai bên trong lưới đánh cá chứa đầy cá, con quái ngư khủng bố kia vẫn không xuất hiện, trong lòng hắn thở vào nhẹ nhõm, như vậy hắn cũng đỡ phải ra tay rồi. Trong nháy mắt, thời gian đi săn sắp sửa kết thúc, Đỗ Địch An dẫn mọi người trở về, mỗi người đều cõng một túi cùng một giỏ tràn đầy cá, mười mấy người gánh lưới đánh cá, thu hoạch kinh người. Trở lại trong hẻm núi, pli Mao gõ nham thạch, mọi người trở lại đường hầm. Hai tên hoang tướng canh giữ thấy mọi người tràn đầy thu hoạch liền giật mình, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Đỗ Địch An, biết thu hoạch kinh khủng như vậy hẳn là có quan hệ với người ngoại lai này, dù sao bọn họ đã thấy tuy mau mang đội đi bắt cá vô số lần, nhưng chưa bao giờ có lượng lớn thu hoạch như vậy. Tuy rằng cá rất nặng, nhưng bầu không khí trong đội ngũ rất hung phấn, sau khi tiến vào đường hầm, một người không nhịn được ậm ừ một tiếng, những người khác nghe được làng điệu, cũng lập tức hát theo như vậy mà trở lại trong thôn. Mọi người chất đống cá thu hoạch được lên quảng trường đầu làng, mấy đứa nhỏ chơi gần đó nhìn thấy liền cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tin tức rất nhanh đã truyền khắp làng, thu hút rất nhiều người đến xem. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của những người này, trong lòng khẽ mỉm cười, chút đồ ăn ấy đối với hắn bà nói cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, nhưng lại là lợi khó tốt nhất để rút ngắn quan hệ với cư dân nơi này. Hắn cảm thấy, nếu như có thể bắt thêm vài lần, phỏng chừng chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành một tồn tại được người ở đây yêu quý. Mà khi đó, hắn muốn làm chuyện gì cũng sẽ phi thường thuận tiện. Lão lôi, kiểm kê số lượng cá đi. Đỗ Địch An nói rằng, Ly Mao nhìn cư dân xung quanh ra vẻ tháng phục cùng ánh mắt hâm mộ, cảm thấy một loại tự hào cùng vinh dự, nghe được Đỗ Địch An nói, hắn có loại cảm giác hưởng thụ, lập tức từ một tiếng, phân phó mấy người đổ cá ra, bắt đầu kiểm kê. Trong quá trình mọi người kiểm kê, đằng sau đường hầm lại có hai nhóm người đi vào, chính là hai nhóm người lúc trước ra ngoài săn bắn cùng với bọn hắn. Trong đó có một đám người gánh một con quái vật cao gần 3 mét, giống như lợn rừng, vừa đi về phía này vừa hát. Ồ, lão lôi! Người đàn ông trung niên chào hỏi tuy mau lúc trước trong đường hầm đẩy đám người vây xem ra, lập tức nhìn thấy tuy mau, còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đã bị đống cá trên đất hấp dẫn, hắn trợn to hai mắt, há hốc mồm. Lì mau nghe được tiếng kêu, quay đầu nhìn thấy là hắn, cười nói. Giác, trở về rồi à, không tệ lắm, lần này thu hoạch một con lớn như vậy. Giác phục hồi tinh thần, không khỏi lường hắn một cái. Ngươi đang mỉa mai ta sao, các ngươi đây là bắt hết cá trong hồ lên sao, nhiều như vậy. Lì mau cười ha ha, nói. Nếu thật sự bắt tất cả cá trên hồ lên, nơi này không chưa được. Giác lường hắn một cái, ánh mắt quét qua một vòng trên quảng trường rất nhanh đã nhìn thấy bóng người đổ địch an, hắn quay sang Tuy Mao nói. Lão lôi, là người ngoại lai này làm sao? Tuy Mao tức giận nói. Đừng động một chút là người ngoại lai, đây là ân công của ta, đổ địch an tiên sinh. Giác hơi biểu môi, liếc mắt nhìn đống cá chồng chất trên đất, có chút ước ao, nhưng biết nhìn thêm cũng vô dụng, xoay người vẫy tay nói. Đi thôi, chúng ta làm việc của chúng ta. Không bao lâu đã kiểm kê xong số lượng cá, tổng cộng hơn 1,800 con, Li Mao muốn phân cho Đỗ địch an 500 con liền bị từ chối. Hắn đề nghị, ngày hôm nay được mùa lớn, không bằng buổi tối lại tổ chức ngư yến, mời người của toàn thôn đến thưởng thức. Li Mao nghe thấy mời người của toàn thôn đến thưởng thức, trong lòng cảm thấy không muốn, nhưng nếu Đỗ địch an đã mở miệng rồi, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn đã học được phương pháp này của Đỗ Địch An rồi, sau này ra ngoài đánh bắt cá như thế sẽ được mùa lớn, cũng không cần keo kiệt nữa bên trong thần điện kim loại. Amili báo cáo đầy đủ với đại thần cúng tế, Chu Mỏ nói. Người này ngược lại cũng rất lợi hại, không dùng một chút vũ lực đã bắt được nhiều cá như vậy, vốn còn muốn nhân lúc cơ hội lần này nhìn xem hắn đến cùng có tài năng gì, không nghĩ không nhìn ra cái gì. Ta đã nhìn ra rất nhiều. Đại thần cúng tế chậm rãi nói. Hắn rất thông minh, hơn nữa có ý đồ đối với thôn chúng ta. Thông minh là không sai, nhưng tỷ tỷ ngài nói hắn có ý đồ đối với chúng ta. Ami lị kinh ngạc. Đại thần cúng tế chậm rãi nói. Hắn chỉ là một khách qua đường, không cần thiết thân mật như thế đối với chúng ta, Amili, ngươi phải nhớ kỹ đằng sau lòng tốt không cần thiết, đều là có mưu đồ khác. Ta không tin, nhân vật dám một mình đi tới địa phương hung hiểm mà vẫn sinh tồn được như hắn, sẽ còn giữ được nét hồn nhiên trong sáng giống như hài tử. Vì lẽ đó, khẳng định là hắn đã coi trọng thứ gì đó của chúng ta rồi. Theo tỷ tỷ, hắn sẽ coi trọng cái gì của chúng ta đây? Amelie tò mò hỏi nàng. Tiếp tục quan sát mấy ngày. Đại thần cúng tế nhẹ giọng nói. Hắn sẽ cho chúng ta đáp án, bất quá, làm ngư hồ kia không nên tiếp tục để bọn họ đi săn. Bọn họ thu hoạch càng nhiều cá, cảm kích đối với hắn càng sâu, ta không hy vọng cuối cùng bọn họ sẽ trở thành người trung thành của hắn chớp mắt đã qua hơn 20 ngày. Cả ngày Đỗ Địch An đều ở trong nhà, mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện cơ thể thì chính là ăn uống cùng nghỉ ngơi. Ở đây rất ít thứ để giải trí, đại đa số người đều quen ăn xong là ngủ, rất ít hoạt động thân thể. Dù sao ngủ chính là cách tiết kiệm năng lượng nhất, cũng là việc mà cha mẹ dạy hài tử đầu tiên. Nhưng hiện tượng như vậy không thể nghi ngờ chính là chết dần chết mòn. Từ sau khi ngư yến kết thúc, Đỗ Địch An cũng không còn rời khỏi làng, mấy người Plymouth đã mấy lần đi tìm đại thần cúng tế, nhưng đều được trả lời là không thích hợp đi săn khiến mọi người khá là thất vọng. Dù sao vất vả lắm mới học được biện pháp thu hoạch cá nhanh chóng của Đỗ Địch An, một lần chính là được mùa lớn. Nhưng hơn 20 ngày qua đi cũng không có cơ hội để thực hành, khoảng thời gian dài như vậy, trong quá khứ rất ít khi xuất hiện. Cũng may sau khi ngư yến kết thúc vẫn còn lại không ít cá, đủ cho bọn họ duy trì sinh hoạt một hai tháng, dù sao ngoại trừ cá, bọn họ còn có những tạp vật khác có thể ăn. Đỗ Địch An cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, hắn đại khái có thể đoán được tâm tư đại thần cúng tế, lo lắng hắn quá mức thân cận với thôn dân, uy hiếp đến sự tồn tại của nàng. Nghĩ đến không bao lâu nữa sẽ là ngày địa long động mở ra như lời Pli Mao nói, Đỗ Địch An cảm thấy nên đi gặp đại thần cúng tế này rồi. Lúc này đã qua hơn 20 ngày, đại thần cúng tế không chủ động đi tìm hắn, hắn cũng không chủ động đi tìm đại thần cúng tế, tuy rằng không gặp mặt nhưng đỗ địch an đại thể có thể đoán được ý nghĩ của nàng bây giờ là thời điểm để nói chuyện trực tiếp rồi đi tới trước quảng trường ở trung tâm thôn trang nhìn khối cầu hình kim loại treo giữa không trung mỗi lần nhìn thấy hắn đều có cảm giác kinh diễm so sánh với ốc xá nham thạch thô ráp ở xung quanh tương phản cực kỳ rõ ràng đỗ địch an nói với hai tên hoang tướng đứng gác trên cầu thang ta muốn gặp đại thần cúng tế làm phiền thông báo một tiếng ánh mắt hoang tướng hờ hững nhìn đỗ địch an một chút sau đó xoay người bước lên bậc thang truyền lời tới trước cửa máy trong khoang truyền đến một tiếng vang nhỏ hoang tướng đi tới trước mặt đỗ địch an nói xin mời đỗ địch an khẽ gật đầu lần này tới gặp đại thần cúng tế hắn không mang theo thú ma khí tất nhiên cũng sẽ không bị tước vũ khí hắn đạp lên bậc thang đi tới trước cửa máy cửa máy từ từ mở ra bên trong vẫn xa hoa sáng sủa như vậy đỗ địch an đi vào liếc mắt thấy thần nữ đứng trước màn che, Amelie. Đỗ tiên sinh, ở đây có tốt không? Amelie cười tủm tỉm nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lạnh nhạt đáp. Hoàn cảnh của nơi này bình thường thôi, nhưng mà người ngược lại cũng không tệ. Đỗ tiên sinh thật biết nói chuyện, nơi này của chúng ta tự nhiên không thể sánh được với thần bích của ngươi. Amelie khẽ cười nói. Đỗ Địch An liếc nhìn nàng một chút, chuyển ánh mắt đến đại thần cúng tế phía sau màn che, nói xin chào đại thần cúng tế đỗ tiên sinh không cần đa lễ đại thần cúng tế mỉm cười nói đỗ địch an chăm chú nhìn màn che ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đại thần cúng tế ở phía sau màn nói đại thần cúng tế hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ không bao lâu nữa chính là ngày địa long động mở ra ta rất là tò mò đối với địa long động này của các ngươi rất mong muốn đi vào mong rằng đại thần cúng tế ứng chuẩn Ý cười trong mắt đại thần cúng tế chậm rãi nhạt đi, nói Đỗ tiên sinh, lời này của ngài là có ý gì? Không có ý tại ngôn ngoại, đây chính là ý tứ của ta. Đỗ địch an nhìn thẳng vào mắt nàng. Đại thần cúng tế khẽ cau mày, nói Đỗ tiên sinh, ngài đi tới nơi này của chúng ta chẳng lẽ chính là vì đi vào địa long động. Đại thần cúng tế, đối với địa long động này của các ngươi ta không biết gì cả, chỉ mới viết từ trong miệng thôn dân nơi này, hoang trùng ở trong đó có thể tăng cường sức mạnh thử hỏi vật như vậy ai mà không muốn cõi đời này còn có đồ vật gì có mị lực hơn so với sức mạnh sao đỗ địch an thản nhiên nói đại thần tế chăm chú nhìn hắn nhẹ giọng nói lẽ nào người yêu của ngươi còn không mị lực bằng sức mạnh sao đỗ địch an không chút nghĩ ngợi nói nàng là vô giá không thể dùng bất luận đồ vật gì để so sánh sức mạnh có thể theo đuổi là tục vật hay cho một tục vật. Đại thần cúng tế hơi cười gằn. Nhẫn nại hơn 20 ngày, rốt cục ngươi đã không nhịn được rồi sao? Đỗ địch an lặng lặng mà nhìn nàng, nói. Ta chỉ muốn nhìn một chút hoang trùng này có hữu dụng đối với ta hay không, nếu như chuyện này làm đại thần cúng tế cảm thấy bị làm khó dễ thì cứ quên đi. Ta ở đây cũng được một đoạn thời gian, nếu như nơi này của các ngươi không có biện pháp khôi phục cho người yêu ta, ta cũng không tiếp tục làm phiền nữa, cáo từ. Đại thần cúng tế cùng Amelie rung rung, không nghĩ tới đổ Địch An nói đi là đi, thẳng thắn như vậy. Amelie vội kêu lên. Chờ đã. Đỗ Địch An thấy nàng mở miệng đúng lúc, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, hắn nói xong cố ý dừng lại một chút chờ bọn hắn giữ lại, nếu như bọn họ không giữ lại, vậy thì quá lúng túng rồi, cũng may tình huống giống như hắn tính toán. Thế nào? Đỗ Địch An không lạnh không nhạt vùng nhìn nàng. Amelie quay đầu nhìn đại thần cúng tế bên trong màn che, đại thần cúng tế khẽ cau mày, trầm mặt chốc lát, mới nói. Đỗ tiên sinh, ngài ở đây lâu như vậy nói đi là đi, không khỏi có chút không nói được, vạn nhất sau khi ngươi rời đi đưa đồng bạn của ngươi tới, chẳng phải là chúng ta rơi vào nguy cảnh. Đỗ địch an cười nhạt một tiếng, có mấy phần trào phúng, nói. Đại thần cúng tế, theo như lời ngươi nói, ta lưu lại cũng không được, chạy cũng không được rồi ánh mắt đại thần cúng tế lấp lóe châm trước nói ngươi muốn tiến vào địa long động ngược lại cũng không phải là không thể chỉ là ta có một điều kiện nói đi đỗ địch an hào phóng nói tự hồ sớm đã chờ nàng mở miệng ra điều kiện thái độ này làm cho đại thần cúng tế cảm thấy một chút không thoải mái nàng nói đỗ tiên sinh đến từ thần bích ta có chút hứng thú đối với thần bích muốn hiểu rõ nó hy vọng đỗ tiên sinh vui lòng cho biết Đỗ Địch An bừng tỉnh trong lòng, lạnh nhạt nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Thấy Đỗ Địch An đáp ứng sảng khoái như vậy, đại thần cúng tế khẽ cau mày, trong lòng có chút bất an, nhưng nàng chưa kịp mở miệng đã nghe Đỗ Địch An nhẹ nhàng nói. Đại thần cúng tế là muốn đưa cư dân ở đây di chuyển đến thần bích. Lời này giống như sấm sét nổ vang bên tai đại thần cúng tế. Đại thần tế cùng Ami Lị cả kinh biến sắc, kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An. Nhìn thấy Ami Lị biến sắc, Đỗ Địch An đã biết được suy đoán của mình không có sai sót, trong lòng lập tức tự tin hơn nhiều. Đỗ Tiên Sinh, ngươi sai rồi. Đại thần cúng tế rất nhanh đã thu hồi vẻ khiếp sợ, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi nói. Chúng ta đã ở lại nơi này mấy trăm năm, tuy rằng tài nguyên càng cỗi một chút, nhưng cũng an toàn, mạo muội di chuyển đến chỗ khác, đường xá xa xôi, ngược lại sẽ thương vong nặng nề, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không hề hứng thú đối với việc di cư đến thần bích, chỉ là muốn hiểu rõ thế giới bên ngoài. Còn có bao nhiêu cường giả như ngươi tồn tại? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đỗ Địch An cười nhạt, nếu như là người bình thường đúng là sẽ tin lời này, nhưng hắn từ lâu đã nhìn thấu tình huống của nơi này, tài nguyên đâu chỉ là hai chữ càng cỗi có thể hình dung, phóng xạ nghiêm trọng khiến lượng lớn nam nhân ra ngoài đi săn tuyệt dục, nữ nhân càng ngày càng ít, dòng dõi cũng sẽ càng ngày càng ít, sớm muộn sẽ tiêu vong, phải biết tốc độ sinh sôi của nhân loại cũng không chậm, trải qua mấy trăm năm sinh sôi, nhưng bây giờ vẫn chỉ còn dư lại không tới ngàn người, đặc biệt là dưới tình huống hôn nhân vặn vẹo ở đây, nhân khẩu vẫn không cách nào tăng lên, có thể thấy được loại tốc độ tiêu vong này là nhanh bực nào. Theo hắn nhìn, nhiều lắm không tới 30 năm nữa, người nơi này sẽ co lại hơn một nửa, lại 50 năm, phỏng chừng sẽ đối mặt với tình huống tuyệt diệt, đến lúc đó có thể có mười mấy người may mắn còn sống sót là tốt lắm rồi tình huống như vậy, bọn họ không thể không dự tính tới, một nơi tinh hoạt an toàn so với thứ gì cũng đều trọng yếu hơn, tuy rằng nơi này có thể nói là an toàn, nhưng phóng xạ thẩm thấu nghiêm trọng, không thể ở lại lâu. Ta ở ở lại đây hơn 20 ngày, từ khi biết được tin tức địa long động một tháng sau sẽ mở ra từ miệng của Primao, ta đã muốn đến địa long động nhìn, vì lẽ đó ta mới kiên trì ở lại chỗ này. Đỗ Địch An nói tự hồ không quá quan trọng, nhẹ nhàng nói. Thời điểm rảnh rỗi, ta vẫn nghĩ ta ở lại chỗ này là muốn đến địa long động nhìn một chút vậy thì đại thần cúng tế ngươi để một người ngoại lai ở lại chỗ này là vì mục đích gì đây hiện tại ta đại khái đã biết đáp án rồi sắc mặt đại thần cúng tế cùng Amelie lần thứ hai phát sinh biến hóa vừa giận vừa sợ nhìn đỗ địch an hơn 20 ngày này các nàng thông qua thôn dân quan sát đỗ địch an sinh hoạt không gặp mặt đỗ địch an chính là vì không muốn bại lộ mục đích của các nàng chờ đỗ địch an mở miệng trước không nghĩ tới các nàng còn chưa nói gì. Vẫn bị đổ địch an nhìn thấu tâm tư, chuẩn xác khiến người khác sợ run. Ngươi đã sớm nghĩ tới rồi cho nên mới dám tới tìm chúng ta phải không? Ngữ khí đại thần cúng tế ngữ khí không còn ôn hòa nữa, lạnh lùng nhìn chầm chầm đổ địch an, chuyện đến nước này, nàng cũng không cần tiếp tục ẩn giấu nữa rồi. Đỗ địch an lạnh nhạt nói. Trong 20 ngày này, ta chỉ đoán được các ngươi có ý đồ đối với ta, nhưng lại không biết cụ thể là cái gì, mãi đến khi các ngươi muốn tìm hiểu thần bích từ ta, ta mới biết. Ta cảm thấy đây cũng không phải là vấn đề gì, thần bích rất rộng, phần lớn ranh giới đều là chỗ không người ở lại, hơn nữa hoàn cảnh so với nơi này hẳn được tính là thiên đường rồi, hoàn toàn có thể chứa chấp được mấy người các ngươi. Ánh mắt đại thần cúng tế khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói. Làm sao ta biết ngươi nói thật hay nói dối? Nếu như vừa bắt đầu ta không nói cho các ngươi ta đã đoán được, mà tiếp tục giả ngây ngốc nói cho các ngươi, có phải các ngươi sẽ càng tin tưởng hơn hay không đỗ địch an mang theo trào phúng nói ta có thể giả ngốc cái gì cũng không hiểu ngây ngốc trả lời các ngươi sau đó các ngươi nửa tin nửa ngờ chậm rãi phỏng đoán xin hỏi cái này có ý nghĩa gì các ngươi muốn hỏi cũng chỉ là chuyển nhà đến thần bích đây là hoàn toàn chính là một sự tình phi thường phi thường nhỏ giống như có một con sâu bay vào trong thôn các ngươi thậm chí sẽ không có người nào trong các ngươi chú ý tới đương nhiên ví dụ này không quá thỏa đáng, nhưng sự thực chính là như vậy. amily nhìn đại thần cúng tế, kinh ngạc trong lòng, dựa vào lời giải thích của Đỗ Địch An, tranh giới thần bích chẳng phải là rộng lớn đến không thể nào tưởng tượng được. Sắc mặt đại thần cúng tế lạnh lùng, nói Sự tình thần bích ta cũng không phải hoàn toàn không biết, ta biết tranh giới nơi đó rộng lớn, thần bích cực kỳ cứng tỏi có thể chống lại phần lớn hoang thú xâm lấn, ở nơi đó có thể sinh hoạt hơn 10 triệu nhân khẩu, thế nhưng ta muốn biết thế giới trong thần bích ra sao, có phải là một thế giới nhược nhục cường thực, người yếu bị sai khiến. Cường giả vi tôn hay không? Đỗ địch an khẽ cười nói. Hình như bất kỳ thế giới nào đều là như vậy, lẽ nào nơi này của các ngươi không phải như vậy sao? Làm càng. Amelie nghe vậy hai hàng lông mày tức giận nhíu lại, quát lên. Nơi này của chúng ta không phải như vậy, ở đây rất hòa bình, bên trong chưa từng có chiến tranh. Không có chiến tranh, là bởi vì bọn họ bị thuần phục không có tham niệm. Đỗ địch an nhàn nhạt nhìn nàng. Nếu như trong thôn có một cô bé khác xuất hiện, thay thế vị trí của ngươi, nàng làm thần nữ, ngươi lại chỉ có thể ảo não làm thôn dân phổ thông, ăn đồ vật khó ăn như bọn họ, ngươi sẽ cam tâm sao? Nếu như không cam lòng, ngươi sẽ làm thế nào? Nơi này không có chiến tranh là bởi bị thôn dân yếu kém bị sai khiến, mà các ngươi chính là cường giả. Amily bực bội cứng họng, bị đỗ địch an phản bác không nói ra lời, cắn răng nói. Ta, ta sẽ không như vậy. Đỗ địch an nhún vai một cái, không bày tỏ ý kiến. Đại thần cúng tế lạnh lùng nhìn chầm chầm đỗ địch an, đã rất lâu rồi không có ai dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng với nàng, trong lòng nàng cảm thấy phẫn nộ, nhưng nàng biết, đỗ địch an mang theo hy vọng cho bọn họ tiếp tục duy trì, nàng suy nghĩ chốc lát, nói rằng. Trên một số phương diện, ngươi nói đúng, nhưng nhược nhục cường thực cũng có sự phân chia khác biệt có trần trụi có ẩn giấu trong bóng tối không biết thần bích kia là loại nào loại thứ hai đi đỗ địch an không chút nghĩ ngợi nói hắn cũng biết đại thần cúng tế đang lo lắng cái gì nếu như là loại thứ nhất nhược nhục cường thực trần trụi vậy thì ngay cả nhân nghĩa bên ngoài cũng không tồn tại như vậy thì không khác gì thế giới ma vật bên ngoài đó chính là mang ý nghĩa thế giới này cực kỳ tàn ác cường giả có thể trắng trợn cướp đốt giết hiếp không kiên dè không hề có trật tự cùng quy tắc. Nhưng dấu quy tắc nhược nhục cường thực, tàn khốc này vào trong bóng tối, theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã phân chia xã hội loài người cùng thế giới động vật, tuy rằng như vậy thường sẽ bị nói thành dối trá, nhưng điều này cũng vừa vặn là điểm khác nhau lớn nhất giữa nhân loại cùng động vật. Ở thế giới động vật dựa vào lực lượng, sức mạnh không đủ sẽ trở thành con mồi. Ở thế giới loài người dựa vào trí tuệ, trí tuệ không đủ, tương tự cũng bị nuốt đến cả xương cũng không còn. Đại thần cúng tế khẽ gật đầu, điều này làm cho nàng yên tâm hơn rất nhiều, nàng có thể thấy đổ địch an không giống nói dối, hơn nữa theo suy nghĩ của nàng, khả năng thứ nhất cũng khó có thể xảy ra, nàng hỏi. Có thể nói vị trí thần bích kia cho chúng ta không? Đỗ Địch An hơi động trong lòng, nói Coi như nói cho các ngươi rồi, các ngươi cũng không đến được Đường xá hai bên xa xôi, ta cũng phải trải qua gian nguy mới đi tới được nơi này Ta nói với các ngươi một chút, khu vực trong thần bích ma vật ít ỏi, người bình thường như tuy cũng có thể đi săn ở đó, vào bất kỳ thời gian nào cũng được, mà ở địa phương xa hơn, số lượng cùng cường độ ma vật đều cao rất nhiều, còn nơi xa nhất thì chính là vùng đất này của các ngươi rồi, chúng ta gọi là thâm biên địa vực. Thông thường sẽ cấm người vào. Amelie nghe vậy kinh ngạc, hỏi. Là bởi vì hoang thú nơi này của chúng ta lợi hại hơn sao? Không sai. Đỗ Địch An đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu. Trừ phi là muốn chết, nếu không sẽ không có người nào dễ dàng bước vào nơi này, thông thường chúng ta chỉ đi săn ở hoang khu giáp với thâm nguyên, hơn nữa địa vực trong thần bích rộng lớn, căn bản không cần phải đi săn để duy trì sinh hoạt, dựa vào trồng cây nông nghiệp là được. Sở dĩ chúng ta đi săn cũng là muốn muốn mở rộng địa vực, hy vọng sẽ có một ngày có thể tràn quét tất cả ma vật trên thế giới này, nếu như vậy thì cũng chỉ còn sót lại nhân loại chúng ta, có thể đi đến bất kỳ địa phương nào. Nguyện vọng này tự nhiên là hắn thêm vào, sở dĩ thú ma gia tộc đi săn hoàn toàn là vì phòng nghiên cứu ma vật cần, cũng là thần quốc cần. Càng quét tất cả ma vật. Amily biết ma vật trong lời đổ địch an chính là hoang thú trong miệng các nàng, nghe được nói đổ địch an, con người nàng tỏa sáng, không khỏi say mê. Những ma vật này nhiều như vậy, thật sự có thể hoàn toàn càng quét sao. Nếu như hoang thần còn ở đây thì tốt rồi, như vậy nói không chừng chúng ta thật sự có thể giống như ngươi nói, du lãm đến bất kỳ địa phương nào trên thế giới, nhưng đáng tiếc nhân loại chúng ta chỉ có thể cùng mình ở đây, những hoang thú này quá mạnh mẽ rồi. Số lượng lại nhiều, sinh sôi nhanh, căn bản là giết không hết. Nói xong lời cuối cùng, con ngươi nàng ảm đạm âm u, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủ rũ. Tuy rằng nhiệm vụ gian khổ, nhưng không làm làm sao biết được hay không được chứ, dù sao, nhân loại chúng ta đã từng là người thống trị thế giới này. Đáy mắt đổ địch an lóe lên một tia lửa, gằn từng chữ nói. Amelie giật mình, miệng nhỏ khẽ nhếch. Chúng ta là người thống trị thế giới này. Làm sao có khả năng? Tại sao lại không thể? Đỗ Địch An nói giống như đây là chuyện đương nhiên. Đại thần cúng tế chăm chú nhìn Đỗ Địch An, chậm rãi nói. Người nói không sai, trước đại tai biến, nhân loại chúng ta xác thực là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới này bất quá từ sau khi khi hoang thần chết địa vị nhân loại chúng ta cũng không còn tồn tại nữa chỉ mong cõi đời này còn có hoang thần may mắn sống sót lần thứ hai dẫn dắt chúng ta khôi phục địa vị đỗ địch an hơi nhíu mày nghĩ thầm cái này có quan hệ cái rắm với hoang thần bất quá từ trong lời nói của nàng có thể nhìn ra có vẻ các nàng hiểu rõ không nhiều đối với đại tai biến lúc trước bằng không sẽ không nhìn hoang thần cao thượng như vậy hắn không tiếp tục bàn sâu về vấn đề này quay lại chủ đề nói chờ sau khi đi tới địa long động mặc kệ hoang trùng nơi đó có thể tăng cường sức mạnh của ta hay không ta đều sẽ nói cho các ngươi vị trí thần bích bất quá các ngươi ẩn nút ở đây sinh hoạt cũng tốt nếu như chuyển nhà nhiều người như vậy phỏng chừng có thể còn sống để đến thần bích sẽ không vượt quá số lượng năm đầu ngón tay thậm chí sẽ diệt sạch không được đại thần cúng tế cao mày nói ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết vị trí thần bích trước coi như ta nói cho các ngươi rồi các ngươi cũng không đến được đỗ địch an bất đắc dĩ cường điệu đại thần cúng tế lạnh lùng nói làm sao ngươi biết chúng ta không đi được chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra biện pháp đến thần bích coi như chúng ta không nghĩ ra đời kế tiếp của chúng ta cũng có thể nghĩ ra đời đời kiếp kiếp rồi sẽ tìm được biện pháp di chuyển tới thần bích đỗ địch an thấy nàng bướng bỉnh như vậy nghĩ thầm để bọn họ đến thần bích thì cũng chẳng có gì, nơi đó thừa sức chứa chấp được bọn họ, coi như có xung đột cũng là Ariston đi giải quyết, không có quan hệ gì với hắn, hắn lập tức nói ngay. Được, ta vẽ con đường tới thần bích cho các ngươi, có thể đến hay không thì phải xem chính các ngươi, bất quá, trước tiên ta chỉ có thể vẽ một nửa cho các ngươi, còn lại chờ sau khi ra khỏi Địa Long động sẽ tiếp tục vẽ cho các ngươi. Amelie bực bội nói. Ngươi lẽ nào lo lắng chúng ta nuốt lời? đương nhiên đỗ địch an thẳng thắn nói amily bực bội ra mặt dậm chân một cái không biết nên nói với đỗ địch an cái gì cho tốt đại thần cúng tế trầm mặt nói cái này không được vạn nhất ngươi vẽ ra con đường là sai lầm chẳng phải là chúng ta không công chịu thiệt như thế xem ra chúng ta ai cũng tin không được ai rồi đỗ địch an nhíu mày cũng cảm thấy vướng tay vướng chân tín nhiệm là một sự phiền phức hơn nữa tổ tiên bọn họ từng ăn qua thiệt thòi của người ngoại lai, muốn thành lập tín nhiệm càng khó khăn. Đại thần cúng tế cũng nhìn ra được vấn đề, trầm ngâm chốc lát, nói. Ta ngược lại một chủ ý, trước tiên ngươi mang Amili trở về thần bích, chờ hoàn thành việc này rồi, Amili viết thư để ngươi mang về, cứ như vậy sẽ không có vấn đề rồi. Đỗ địch an khẽ cao mày, như vậy là làm lỡ thời gian, dù sao hắn đi tới nơi này đã trải qua hung hiểm rồi, lại còn tiêu hao lượng lớn thời gian, mang một người qua lại chính là mấy tháng, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vạn nhất hắn giết ta thì phải làm sao bây giờ? Amelie nghe được mình phải theo đổ địch an rời đi, có chút sốt sắng cùng lo lắng. Đại thần cúng tế nói rằng, vì lẽ đó ta muốn đổ tiên sinh để người yêu của ngươi ở lại chỗ này, chờ tin tức của Amelie về tới đây, ta sẽ... Không được. Đỗ địch an không đợi nàng nói hết lời đã kiên quyết từ chối ta sẽ không để nàng ở lại chỗ này. Đại thần cúng tế không nghĩ tới đổ địch an phản ứng kịch liệt như thế, hơi ngạc nhiên, nhíu mày nói. Bây giờ nàng chỉ là hành thi, chúng ta cũng không làm gì nàng, ngươi có gì phải lo lắng. Không cần nói nữa, ta sẽ không để nàng ở lai. Đây như vật đặc cọc. Sắc mặt đổ địch an lạnh lùng, trong mắt lấp lóe hàng quang, trên người tỏa ra từng trận sát khí. Nhìn thấy đổ địch an tức giận, đại thần cúng tế đã biết cách này không được, cũng không nói thêm gì nữa. Amelie nghe được lời của đại thần cúng tế, vốn định giơ chân phản đối, không nghĩ tới đổ địch an còn phản ứng mãnh liệt hơn so với nàng, nàng bực bội trợn mắt lên, quay sang đổ địch an nói. Lẽ nào mạng của ta không thể so sánh với nàng sao? Nàng đã chết rồi, ta còn đang sống. Ngón tay đổ địch an kêu kèn kẹt, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn nàng. Ngươi nói thêm câu nữa, Ngươi. Amelie vô cùng tức giận, nàng chưa bao giờ chịu ủy khuất như thế, còn muốn hỏi thêm đã bị đại thần cúng tế cắt ngang. "Đỗ tiên sinh, nếu phương pháp này không được, vậy ngươi có chủ ý gì tốt hơn?" Đại thần cúng tế nhìn ra sự nghiêm túc của Đỗ Địch An, tuy lời này khiến nàng cảm thấy tức giận, nhưng trước mặt không phải là lúc trở mặt với Đỗ Địch An, chỉ có thể nhịn tức giận. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn Amelie, không tiếp tục quan sát cô bé này, hắn nói: nếu chúng ta cũng không thể tín nhiệm lẫn nhau, vậy biện pháp duy nhất chính là các ngươi thỏa hiệp. Amelie bực bội nói. Tại sao là chúng ta thỏa hiệp mà không phải là ngươi? Bởi vì lần trao đổi này vốn không cân bằng nhau, thành thật mà nói, chuyện này không có thương lượng, các ngươi hoặc từ chối hoặc đồng ý. Sắc mặt đổ địch an lạnh lùng, nói chuyện cũng hung hăng hơn lúc trước, có mấy phần dọa người. Ta có thể không đi địa long động, đối với ta mà nói, Đến đó có nghĩa là ta có hy vọng tăng sức mạnh của bản thân, không đi cũng không có tổn thất gì. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi không chuyển đến trong vách thì sớm muộn gì cũng sẽ hủy diệt, các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu? 30 năm, 50 năm. Đối với các ngươi mà nói, cái này liên quan đến vấn đề tồn vong của tất cả mọi người, nhưng đối với ta chỉ là có thể sẽ tăng sức mạnh của ta thôi, loại trao đổi này, ngươi có tư cách gì thương lượng với ta? đại thần cúng tế cùng Amili lập tức tức giận, nhưng lại có chút hoảng sợ, không ngờ thái độ của Đỗ Địch An lại chuyển biến nhanh như vậy, trước đó vẫn còn hòa khí, bây giờ lại cứng rắn như đá. Đỗ tiên sinh, ngươi đừng quá đáng. Đại thần cúng tế cảm thấy hắn phải cứu vẫn lại mặt mũi, lạnh lùng nói. Nơi này chung quy vẫn là địa bàn của chúng ta, ngươi cho rằng không được chúng ta đồng ý thì ngươi có thể rời khỏi chỗ này được sao? Ngươi dùng tính mạng của ngươi làm trao đổi, chẳng lẽ không đáng giá đỗ địch an cười gằn nói trước tiên không nói các ngươi có thể giữ ta được không nếu giữ được rồi ta đảm bảo các ngươi cũng sẽ không còn bao nhiêu người sống không tin ngươi cứ việc thử một chút đại thần cúng tế không ngờ đỗ địch an một bước cũng không nhường sắc mặt hơi thay đổi trong lòng âm thầm có chút hối hận trước đây không nên nhắc đến người yêu của đỗ địch an mà chọc tức hắn bây giờ lại khiến sự tình trở nên căng thẳng đây là tình huống nàng không muốn nhìn thấy lạnh giọng nói. "Đỗ tiên sinh, chúng ta liều đến lưỡng bại câu thương, chẳng tốt cho ai cả, sẽ chỉ là nhân loại chúng ta tiêu vong càng nhanh, hơn nữa ta không muốn dùng thủ đoạn xấu nhất đối phó ngươi, nhưng hy vọng ngươi cũng không lừa gạt người khác quá nhiều." "Ta cũng không có gạt người." Đỗ Địch An nhìn ra ý thỏa hiệp của nàng liền nói, "Ngươi ta đều thối lui một bước, chờ ra Địa Long động liền cho các ngươi con đường hoàn chỉnh, ta chỉ có thể bảo đảm, con đường ta cho tuyệt đối là thật." hơn nửa lúc ở ngoài ta có thể tặng các ngươi hai tin tức phụ sắc mặt đại thần cúng tế khó coi cứ như vậy lại trở về tình huống đàm phán lúc đầu nhưng lần này nàng không cách nào cự tuyệt bằng không chẳng khác nào trở mặt nàng hỏi tin tức gì tin thứ nhất bây giờ ta có thể nói với các ngươi đỗ địch an lạnh lùng nói thần bích cõi đời này không phải chỉ có một cái mà ta đã nói với ngươi gọi là thần bích Sivia. cũng không phải chỉ có một Đại thần cúng tế co rụt lại, tỏ vẻ ngơ ngác. Amily trợn to hai mắt, giật mình nhìn Đỗ Địch An, hỏi: "Vậy tin tức thứ hai?" Đỗ Địch An liếc nàng một cái, nói: "Không trả giá cái gì, liền muốn hỏi nhiều như vậy, có hơi tham rồi." Amily bực bội khi bị Đỗ Địch An phản bác, nhưng biết mình đã đắc tội Đỗ Địch An rồi nên bị hắn nhắm vào cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là không cam lòng. Đại thần cúng tế phục hồi lại tinh thần, trong lòng có mấy phần chấn động nàng khát vọng có thể chuyển nhà đến trong thần bích biết được tình hình của thần bích từ người ngoài hơn trăm năm trước nhưng nàng lại không ngờ thiên đường như nơi này lại không chỉ có một điều này vừa khiến nàng chấn động vừa khiến nàng cảm thấy chua xót cùng phẫn nộ bọn họ cùng là nhân loại nhưng lại ở nơi hoang vu cằn cỗi này mấy trăm năm trầm mặc một lúc lâu đại thần cúng tế mới tiêu hóa hết tin tức này nàng nói với đỗ địch an được ta đáp ứng điều kiện của ngươi nhưng ngươi nhất định phải tuyên thệ ngươi nói tất cả đều là sự thật dùng danh nghĩa của người yêu ngươi lập lời thề đỗ địch an nắm chặt nắm đấm trong mắt đầy sát khí nói từng chữ các ngươi thích tự mình hủy diệt vậy sao sắc mặt đại thần cúng tế hơi đổi nói chỉ là tuyên thệ mà thôi lại không làm tổn thương đến nàng trừ phi lời ngươi nói là dối đây là vấn đề tôn nghiêm đỗ địch an nhìn chằm chằm nàng không có bất kỳ thứ gì có thể khiến nàng dính liếu vào, nếu ngươi nói muốn ta dùng tính mạng của mình để tuyên thề, ta hoàn toàn đồng ý, nhưng thứ các ngươi ngàn vạn lần không nên làm chính là nhiều lần liên lụy đến nàng." Đại thần cúng tế nghĩ thầm, cũng là vì ngươi phản ứng mãnh liệt như thế nên mới tin tưởng ngươi sẽ không bắt nàng nói dối, nhưng xem bộ dáng phẫn nộ như vậy của Đỗ Địch An, nàng biết không thể rồi, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác." Nói: "Được, vậy lấy danh nghĩa của ngươi tuyên thệ đi." đợi đã. Sát ý trong mắt đổ địch an dần thu lại, hờ hững nói. Các ngươi mạo phạm ta, nghi vấn ta đều không có vấn đề, nhưng các ngươi không nên không tôn trọng người ta yêu, bây giờ ta đổi ý rồi, một tin tức còn lại ta sẽ không cho các ngươi, ngoài ra, các ngươi nhất định phải xin lỗi tạ tội với nàng ấy. Cái gì? Amelie trợn mắt. Muốn chúng ta xin lỗi nàng. Làm sao có thể? Chúng ta không làm gì sai. Đại thần cúng tế tỏ vẻ giận dữ, cảm thấy đổ địch an quá đáng, nói. Đỗ tiên sinh, ngươi làm thế, chẳng lẽ chột dạ rồi. Đỗ địch an lạnh lùng nhìn các nàng, bỗng nhiên khóe miệng hơi động, lộ ra một nụ cười cợt, nói. Các ngươi ngu muội sẽ phá hủy người dân, ta cho các ngươi cơ hội lại không biết quý trọng, nói thật, cục diện này ta cũng không muốn nhìn thấy, nhưng các ngươi ngu muội rồi tạo thành cục diện như vậy, đã thế thì chúng ta liền cùng gánh chịu kết quả. Đai thần cúng tế nghe được sát ý trong lời nói của Đỗ Địch An, trong lòng thất kinh, lập tức tỉnh lại, nàng không muốn nhìn thấy quan hệ song phương vỡ tan, vì nàng biết, sử dụng thủ đoạn để áp chế Đỗ Địch An sẽ đánh đổi cái giá không nhỏ. Lúc trước vốn đàm luận thuận tiên, tất cả biến cố đều do các nàng nói đến người yêu hắn, nàng có chút hối hận, không ngờ Đỗ Địch An sẽ xem trọng người yêu như vậy, thậm chí còn quan trọng hơn bản thân, điều này khiến nàng khó lý giải được. Nhưng chuyện đến nước này, nàng là đại thần cúng tế cao quý, nên cũng thể chịu thua thi đạo. Nếu ngươi cố ý như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Đại thần cúng tế dùng ánh mắt ra hiệu Amelie chuẩn bị ra tay. Ánh mắt đổ địch an xuyên thấy màn che, nhìn thấy ánh mắt nàng ra hiệu, cười lạnh nói. Những người mang rợ các ngươi cũng không biết cái gì gọi là lễ phép cùng khách khí. Amelie, đại thần cúng tế đưa tay về hướng ngươi là có ý gì? Amelie nhìn thấy ánh mắt đại thần cúng tế ra hiệu, vừa mới chuẩn bị ra tay với đỗ địch an lại nghe lời hắn nói quay đầu liếc nhìn chẳng lẽ tỷ tỷ còn có chỉ thị khác vừa quay nhìn âm thanh vèo nổi lên amily chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi sau một khắc đã ra khỏi màn che cảm giác trên cổ bị một bàn tay thon dài bắt lấy trong lòng nàng lạnh lẽo biết mình đã bị lừa ngươi đại thần cúng tế thấy đỗ địch an bét amily trong nháy mắt bực bội đứng lên xốc màn che thân phận nàng không thể dễ dàng gặp người khác nhưng giờ khắc này cũng không rảnh để bận tâm những thứ khác. Nhưng nàng không hề biết, Đỗ Địch An từ lâu đã thấy dáng vẻ nàng qua màn che rồi. Ngươi tốt nhất là đứng lại. Đỗ Địch An khống chế Amelie, lãnh đạm nhìn đại thần cúng tế, nói. Tuy không biết ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì để chế phục ta, nhưng mặc kệ ngươi làm gì, ta bảo đảm, có thể khiến nàng ta chết trước khi ngươi ra tay. Đại thần cúng tế biết Đỗ Địch An nói không sai, đừng nói là nàng, cho dù là đại thần cúng tế mạnh nhất của các đời ở đây cũng không thể cứu Amelie từ tay đổ địch an, dù sao thân thủ nàng dù có nhanh, cũng không thể nhanh hơn ngón tay đổ địch an, huống hồ hắn cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu sử dụng mưu khiến, phỏng chừng Amelie sẽ bị bắn giết. Nàng cắn răng, nói với đổ địch an. Nếu Amelie có chuyện, ngươi cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây, đừng nghĩ ngươi muốn làm gì thì làm, Amelie tuy là thần nữ nhưng hy sinh vì tộc nhân không ít năm đó người ngoại lai like kia công kích, thần nữ chính là người đầu tiên ra sức chống lại, Amelie cũng sớm có chuẩn bị như vậy. Amelie nghe được lời của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh nhất thời trấn tĩnh lại, thân thể không run rẩy, con ngươi sáng lấp lánh tràn ngập kiên quyết dũng khí, tự hồ bất cứ lúc nào cũng đã chuẩn bị. Đỗ địch an cảm giác được con tin trong tay đã bình tĩnh lại, nói với đại thần cúng tế. Nói không sai, vì vậy ta quyết định cho các ngươi thêm một cơ hội. Hả? đại thần cúng tế cao mày sau khi địa long bắt đầu mở rộng ta mang theo amelie đi vào lúc rời đi ta vẫn sẽ giao lộ trình cho các ngươi còn có tin hay không liền tùy vào các ngươi rồi đỗ địch an nói không được đại thần cúng tế quả quyết nói amelie không thể theo ngươi vào địa long động đỗ địch an nhíu mày tại sao nơi đó quá nguy hiểm ta có thể bảo vệ nàng Đại thần Cúng Tế trầm giọng nói: "Ở nơi đó, bản thân ngươi còn khó bảo đảm, huống hồ muốn bảo vệ nàng thế nào? Nếu ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ liều mình bảo vệ nàng hay là bảo vệ bản thân ngươi? Nàng là con tin, nếu nàng chết rồi thì có lợi gì với ta?" Đỗ Địch An không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nếu nàng chết trong Địa Long Động, đợi sau khi ra ngoài, các ngươi hoàn toàn có thể vây giết ta, vì lẽ đó cho nên coi như vì mạng của mình." ta cũng sẽ bảo vệ tốt nàng trừ phi bây giờ ngươi muốn tranh tài cùng ta nhưng ta đảm bảo nàng sẽ chết trước ta sắc mặt đại thần cúng tế khó coi nói ta có thể đáp ứng ngươi cho ngươi đi địa long động hơn nữa sau khi ngươi ra ngoài chắc chắn sẽ không công kích ngươi nhưng ngươi không thể dẫn nàng đi đâu được chuyện đến nước này loại bảo đảm bằng miệng còn có ý nghĩa sao đỗ địch an lạnh nhạt nói ta chưa quen thuộc với địa long động vừa vặn có người chỉ đường cũng không tồi, vạn nhất các ngươi thông qua một số thủ đoạn ta không biết, đợi sau khi ta đi vào liền tạo nguy hiểm bên trong, ta chẳng phải là bị các ngươi phục kích mà chết sao. Chúng ta không có vô sĩ như vậy. amily giận dữ nói. Ngón tay đổ địch an hơi dùng sức, siết chặt cầm của nàng khiến khuôn mặt nàng biến dạng, miệng trề môi đóng khiến nhất thời không thể nói ra lời. Nét mặt đại thần cúng tế âm trầm, muốn khiến đổ địch an thay đổi chủ ý là rất khó, mấu chốt chính là trong tay mình không có gì để đàm phán với hắn nếu từ chối đề nghị của đỗ địch an amelie chắc chắn sẽ phải chết nếu đáp ứng dùng thân thể đặc thù của amelie đi vào địa long động thì cũng thập tử nhất sinh nhưng điểm tốt duy nhất chính là có thể khiến đỗ địch an chôn cùng amelie mà không cần qua tay nàng nghĩ tới đây trong mắt nàng có chút mâu thuẫn do dự ta đồng ý đi amelie nhìn ra sự thống khổ trong mắt đại thần cúng tế bỗng nhiên nghĩ đến nguyên nhân nàng cắn răng nói. Amili là thần nữ, hy sinh vì bộ tộc cũng đúng, Amili đồng ý mạo hiểm. Thân thể đại thần cúng tế hơi cứng lại, trong mắt có một tia phức tạp cùng thẹn thùng nhưng rất nhanh liền biến mất, nàng không muốn đổ địch an nhìn ra dị dạng, như vậy sẽ làm hắn nghi ngờ. Nàng cúi đầu giả bộ trầm tư, kỳ thực là đang điều chỉnh tâm tình, sau một chốc mới ngăn chặn bi thương trong lòng. Nàng hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói với Đỗ Địch An. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải thả Amelie, hơn nữa giao địa đồ của thần bích cho chúng ta. Đương nhiên. Đỗ địch an đạm mạc nói. Ta giữ lời hứa, nhưng các ngươi tốt nhất không dở chiêu trò gì. Đại thần cúng tế chăm chú nhìn hắn một lúc mới nói. Ngươi tốt nhất mang Amelie bình an đi ra, nếu như nàng có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi chôn cùng. Đỗ địch an lười nghe những lời này, nói cái này không cần tới ngươi lo, bây giờ cách thời điểm địa long động mở rộng còn một khoảng thời gian, ta muốn biết tất cả sự tình liên quan đến địa long động, nếu như vậy, khả năng sống sót của ta và thần nữ các ngươi sẽ cao hơn một chút, ngươi tốt nhất nói rõ sự thật. Cái này ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Đại thần cúng tế lạnh lùng đáp. Nhưng chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, ta không hy vọng thôn dân biết được, chuyện này đối với ngươi không phải là chuyện tốt, hy vọng ngươi biết rõ. Ta đương nhiên không tuyên dương." Đỗ Địch An nói, chuyện này không có lợi với hắn, đại thần cúng tế muốn bảo mật, hơn nữa cũng là lo lắng thôn dân bạo động vây công gây nên chiến loạn không cần thiết. "Nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo lui trước, sự tình của Địa Long động, đợi lát nữa ngươi đến nói cho ta là được." Đỗ Địch An nói, hắn không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, cảm giác sinh mệnh lúc nào cũng bị uy hiếp. Đại thần cúng tế khẽ cau mày nhưng không nói gì ánh mắt di chuyển đến Amelie, môi khẽ nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Đỗ địch an lùi ra ngoài cửa, bỗng nhiên nói. Kỳ thực, chúng ta vốn có thể hòa bình tiến hành cuộc giao dịch này, các ngươi muốn đi thần bích, ta chỉ cần đến địa long động tìm hiểu ngọn ngành, chúng ta đều không có gì tổn thất quá lớn, nhưng lại nháo thành như vậy khiến người ta tiếc nuối. Đại thần cúng tế liếc mắt nhìn hắn, nàng sao lại không nghĩ như vậy, nhưng việc đã đến nước này cũng không cách nào cứu vãn, nói nếu ngươi có thể tin chúng ta, sẽ không phát sinh những việc này. Đỗ Địch An cười gằn, nếu như các ngươi có thể tín nhiệm ta thì đâu phải như vậy. Nhưng hắn không nói ra, hiện tại những thứ đó đã không còn ý nghĩa, hắn nói. Mở cửa đi. Đại thần cúng tế nhìn chầm chầm hắn một hồi lâu, giơ tay đánh lên vách tường bên cạnh, cửa kim loại chậm rãi mở ra, Đỗ Địch An không tiếp tục chặn cổ Amelie, chỉ đưa tay nắm vai nàng, nhìn rất ôn hòa nhưng kỳ thực sức mạnh bắn ra khiến vai của nàng bị kéo cực căng, nhắc nhở nàng không nên chơi đùa. Amelie tàn bạo ngẩng đầu trừng đổ địch an. Hai vị trong coi dưới bậc thang thấy đổ địch an cùng Amelie tiến ra, lấy làm kinh hãi một người trong đó tiến lên quát. Bỏ tay của ngươi ra, thần nữ há lại để ngươi đụng vào. Đổ địch an không nói gì, liếc nhìn Amelie. Amelie cắn răng căm thù, nhưng biết mình phải phối hợp với đổ địch an, lúc này bình thản nói không có gì ta muốn đến trụ sở của đỗ tiên sinh bọn ngươi tránh ra đi hai vị hoang tướng nghe vậy hai mặt nhìn nhau cúi đầu hành lễ lui sang một bên đỗ địch an liếc mắt nhìn Amelie, nghĩ thầm còn muốn dạy ta ngón tay hắn nhẹ nhàng phát ra lực Amelie kêu đau một tiếng hai vị hoang sách ngẩng đầu nhìn lên liền vội vã thu hồi thống khổ giả bộ bình tĩnh nói không sao chỉ là nhìn thấy một con sâu nên buồn nôn. Hai vị hoang tướng nghe vậy vội vã nhìn chung quanh, tìm kiếm con sâu kia. Đỗ địch an nhíu mày, nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại nơi ở, đỗ địch an đóng cửa sổ lớn, ném Amelie vào trong nhà, nói. Mấy ngày nay, thành thật đợi một chút, nếu không đừng mong dễ chịu. Ngươi! Amelie bực bội cắn răng, nhưng nghĩ đến đỗ địch an không phải người thương hoa tiết ngọc nên vẫn thu lại, hừ một tiếng, hai tay khâu ngực, đứng ở góc nhà quay lưng trước đỗ địch an. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng đứng, nói: "Đứng ở giữa, không cho rời khỏi ta 2 mét." Amily xoay đầu lại, giận dữ nói: "Dựa vào cái gì?" "Dựa vào ngươi là tù nhân, con tin, tù binh, phàm nhân nhỏ yếu, được chưa?" Đỗ Địch An liếc nàng. "Ngươi." Amily cảm giác mình bực đến sắp nổ, chưa bao giờ gặp phải người khiến nàng bực tức đến vậy. Đỗ Địch An ngồi xuống tựa vào Helisa, yên lặng tính toán lối thoát. Từ giờ khắc này, trước khi tiến vào Địa Long Động, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể sẽ bị phục kích, một khắc đều không thể thư giãn. Trong nháy mắt đã đến buổi tối, Amily đói bụng đến bụng kêu ục ục, lầm bầm với Đỗ Địch An. Ta muốn ăn. Nhẫn nhịn, đợi bọn hắn đưa tới cho ngươi. Đỗ Địch An nói, cắn hết một lượt chín con cá nhỏ màu xanh lam trong tay, chậm rãi nhai. Amily nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải có đồ ăn sao? bây giờ là của ta. Đỗ địch an cao mày, cảm thấy nàng hơi ồn ào. Amelie nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của đỗ địch an, trong lòng càng thêm căm tức, nhưng nàng biết muốn được ăn ở nơi của đỗ địch an thì không được nói chuyện viễn vông, tốt xấu gì nàng cũng là thần nữ, chút khí cốt ấy vẫn có, lúc này cắn răng nhẫn nại. Buổi tối, một người đến gõ cửa phòng ngoài mang đến đồ ăn cùng với một quyển sách. Cái này là đại thần cúng tế bảo ta giao cho ngươi vị kia thả đồ xuống. Thần nữ điện hạ, đây là bữa tối của ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, sau khi vị kia rời đi liền cầm thư mở ra. Amily nhanh chóng cầm thạch lam lên, chỉ thấy bên trong bày ra vài vòng thịt tinh xảo, tỏa ra hương vị mê hoặc. Amily hai mắt sáng ngời, đắc ý bưng lên nói với Đỗ Địch An. Như thế nào, muốn ăn không? Lúc này có thể là muốn ăn hơn cái cá kia của ngươi rồi, muốn ăn thì vang cầu ta ta cố gắng có thể cho ngươi nếm thử. Nói xong, cố ý sách khay đồ ăn hướng về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không ngẩng đầu, nói. Đừng dông dài, ăn xong rồi đi ngủ. Amelie hơi cười gằn. Thế nào, lo lắng trong đồ ăn có độc. Đồ nhát. Gan. Vèo một tiếng, nàng vừa mới dứt lời, khay thức ăn trong tay đã ngã lật dưới chân. Ta có thể không ăn, nhưng cũng có thể khiến ngươi ăn không được, không nên chọc ta. Đỗ Địch An vẫn cúi đầu như cũ mà nói, tự hồ việc đánh đổ đồ ăn không hề liên quan đến mình. Amily ngạc nhiên nhìn đồ ăn rơi trên đất, đau lòng muốn nhặt lên nhưng ngẫm lại nên là thôi, nàng tàn nhẫn trừng Đỗ Địch An, nghĩ thầm đợi đến lúc rơi vào tay nàng, thì sẽ khiến hắn muốn sống không được, chết cũng không xong. Nàng không tiếp tục để ý Đỗ Địch An, ông đồ ăn còn lại ăn ngon lành. Đỗ Địch An dần dần bị đồ vật trên thư hấp dẫn, Bên trên nói đến sự tình của Địa Long Động, bao gồm cả thời kỳ, nguyên nhân cùng với dáng dấp bên trong Địa Long Động đặc biệt đầy đủ. Vốn dĩ, ngày mà Địa Long Động bắt đầu mở rộng cũng không phải ngày tháng đặc biệt gì, vẻn vẹn chỉ là hạn chế thôn dân tùy tiện tiến vào Địa Long Động quá nhiều, bảo vệ hoang trùng cùng thôn dân, vì vậy mới quy định ra một ngày cụ thể. Hoang trùng thích máu tanh. Máu tươi ở đâu trong Địa Long Động? Tầng ngoài của Địa Long Động là nơi hoang trùng sinh sống thưa thớt càng đi sâu thì càng dày đặc hoang trùng dựa vào đầu để nhận biết sức mạnh đầu càng lớn thì sức mạnh càng lớn cũng có trường hợp đặc biệt là đầu tuy nhỏ nhưng sức cũng vô cùng mạnh trong trường hợp đặc biệt thì có thể nhận biết qua màu sắc trên đầu tua vòi tua vòi màu vàng thì càng yếu màu đỏ càng mạnh đỗ địch an nhìn kỹ trước phát hiện phía trên tuy giới thiệu không ít tin tức hữu dụng nhưng tựa hồ không hề ghi chú đến thứ then chốt tỉ như nơi sâu nhất trong địa long động là gì hoang trùng vì sao lại sống trên đất long động Hoang trùng sinh ra từ đâu? Mà Địa Long động vì sao lại gọi là Địa Long động? Chẳng lẽ bên trong còn cất giấu một địa long? Sau khi lật hết thư, nghi vấn của Đỗ Địch An vẫn không được giải đáp, hắn chỉ có thể dò hỏi Amelie. Nơi sâu nhất của Địa Long động. Ta cũng không biết, nhưng khẳng định là mênh mông nhiều hoang trùng, chẳng lẽ ngươi còn muốn đến nơi sâu nhất? Đừng tìm đường chết chứ. Amelie không chút khách khí đã kích Đỗ Địch An. Nếu không cố gắng trả lời, mấy ngày sau ngươi có thể sẽ không được ăn. Đỗ địch an ôn hòa nói. Amili trừng mắt, tâm tư nghĩ, ngươi dám. Nhưng ngẫm lại đỗ địch an thật sự dám làm, nàng nhanh chóng thỏa hiệp, nói. Kỳ thực ta cũng không biết, ta mới lên làm thần nữ không lâu, nhiều thứ còn chưa biết, nếu ngươi hỏi đại thần cúng tế thì còn được. Đỗ địch an nhìn chăm chú nàng, nói. 14, 15 tuổi mà cái này cũng không biết. Ngươi thiếu tri thức hay ta thiếu tri thức đây? Ngươi, ngươi nói gì chứ? Amily bực bội đến xù lông. Đỗ địch an nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, nói. Quên đi, đến lúc đi sẽ biết thôi. Amily kinh hãi nói. Ngươi thật sự muốn đến nơi xa nhất. Đỗ địch an xoay người, không để ý đến nàng. Amily lập tức vòng quanh đi đến trước mặt đỗ địch an, nghiêm túc nói. Ta khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết, Ngươi muốn chết cũng đừng mang theo ta, ngươi không phải là muốn nghiệm chứng những hoang trùng này có thể tăng sức mạnh của ngươi hay không sao? Ngươi bắt mấy con nhỏ xem liền biết rồi, hà tất phải đi đến nơi sâu mạo hiểm. Nếu trêu chọc đến bầy trùng, hai chúng ta đều bị gặm đến xương cũng không còn. Đỗ Địch An lần thứ hai xoay người, nói: "Ta tự biết chừng mực, câm miệng, đi ngủ." "Ngươi?" Amelie bực bội đến cắn răng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến thời điểm địa long động bắt đầu mở rộng tuy đỗ địch an nhìn thấy ngày tháng mà địa long động mở rộng trên thư tịch cũng không phải ngày đặc biệt hắn có thể để đại thần cúng tế mở ra sớm hơn cho hắn như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết nhưng hắn không biết rõ tin tức đó là thật hay giả vạn nhất cố ý dụ dỗ hắn làm vậy vừa vặn khiến hắn rơi vào cạm bẫy vì thế hắn cẩn thận vẫn là theo thôn dân mà tiến vào rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài rồi Amelie từ trong phòng đi ra, nhìn không được lười biến duỗi người. Thời gian này nàng một mạch ở trong phòng, không hề ra khỏi cửa, quả là phiền chết rồi. Ánh mặt trời. Ánh đèn còn tạm được. Đỗ địch An nói một câu, một tay nắm Helisa, một ta khoác lên vai Amelie, nói. Đừng dở trò gian, đỡ phải tự mình chút lấy cực khổ. Amelie bị đỗ địch An gác lên có chút khó chịu, lường hắn một cái, những ngày này nàng đã quen với việc đổ địch an chê cười. Không bao lâu, hai vị hoang tướng đến trước mặt hai ngươi. Thần nữ điện hạ, đại thần cúng tế mời ngài đi qua. Đi thôi. amily lạnh nhạt nói, khôi phục khí chất cao quý của thần nữ. Hai vị hoang tướng liếc nhìn tay đổ địch an khoác lên vai nàng rồi nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì, không lưng trước mặt dẫn đường. Địa Long Động nằm ở sườn núi vắng vẻ nhất ở phía tây làng, bên ngoài động cắm cọc gỗ, mỗi cọc gỗ liền gắn với dây thường bao vây nơi này lại, trong ngày thường sẽ không có người đến đây, coi đây là cấm địa, nhưng ngày đó, nơi là này nơi náo nhiệt nhất. Thời điểm đổ địch an cùng thần nữ đến, chỉ thấy bên ngoài sườn núi đầy người, hơn 90% người trong thôn đều đến nơi này quan sát. Là thần nữ, thần nữ đến rồi. Nghe nói mấy ngày nay thần nữ đều đang giáo huấn kẻ ngoại lai like này. Hy vọng tên này có thể nghe hiểu giáo huấn, cố gắng làm người mau tránh ra. Đỗ Địch An cùng Amelie đến, rất nhanh đã gây nên sự chú ý của chúng nhân, trong đám người lập tức chia ra một con đường để Đỗ Địch An cùng Amelie thông hành. Đỗ Địch An cũng bỏ tay trên vai nàng xuống, trước khi tới liền nhỏ giọng nhắc nhở nàng, nếu nàng còn dở trò gian, người ở chỗ này đều sẽ chôn cùng nàng. Ở nơi nhiều người hỗn loạn như vậy, Amelie tự nhiên không dám mạo hiểm bỏ chạy, nàng biết mình căn bản không phải đối thủ của Đỗ Địch An, lỡ làm hắn tức giận lạm sát người vô tội ở đây, trái lại tổn thất càng to lớn. Ân Công. li Mao kêu lớn trong đám người. Đỗ Địch An nghe tiếng, nhìn hắn khẽ gật đầu. li Mao nhìn thấy ánh mắt quần chúng nhìn lại, cảm thấy tự hào, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Đợi hắn nắm Helisa cùng Amelie đi đến trước đoàn người, các thôn dân mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không ngừng thấp giọng nghị luận bao gồm người tham gia Địa Long Động cũng liên tiếp liếc nhìn đổ Địch An cùng Amelie. Không bao lâu, đại thần cúng tế đến, tuyên độc phúc từ, dặn một ít chuyện liền chính thức tuyên bố Địa Long Động bắt đầu mở rộng. Amelie. Đại thần cúng tế đi tới trước mặt Amelie nhìn nàng thật sâu, thấp giọng nói: "Chú ý an toàn." "Ta hiểu rồi." Amelie hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm túc, chậm rãi bước đi, nói: "Chúng ta đi thôi." Đỗ địch an nhìn đại thần cúng tế một chút, nắm tay Helisa cùng Amelie tiến vào bên trong địa long động. Trước khi bọn hắn tới hang động, những thông dân tham dự địa long động cũng lục tục xếp hàng chuẩn bị tiến vào. Bên trong cực kỳ tối, ánh sáng bên trên vách đá không cách nào soi sáng vào, nhưng dựa vào năng lực của đỗ địch an nên vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Bên trong đá vụn khắp nơi, vách đá cực kỳ bóng loan hiện ra ánh sáng trơn bóng, tựa hồ như vết tích của niêm dịch khô cạn. Đỗ địch an buông Helisa ra để nàng đi cạnh bên, một tay nắm chặt chiến đao, một tay nắm vai Amelie, từ từ đi vào. Bên trong động vô cùng yên tĩnh, nhưng nếu tỉ mỉ lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng ma sát vô cùng nhỏ, âm thanh này khiến người phát tẩm, tự hồ như một loại đồ vật nhơm nhớp đang ma sát trên người mình. Hắn chăm chú nhìn nơi xa phía trước hang động, không nhìn thấy phản ứng của nguồn nhiệt, nhưng từ âm thanh có thể phán đoán được phía trước cách đó không xa liền có đồ vật tồn tại. Lần đầu đối mặt với hoang trùng nên hắn không dám khinh thường, phát huy năng lực nhìn xuyên tường đến tận cùng, rất nhanh liền thấy giữa khe lõm vách đá cách đó khoảng 70-80 mét có vài vật như ngón tay dài nhẹ nhàng nhúc nhích. Nhìn giống như một con ốc không vỏ, dưới thân có mùi tanh niêm dịch, nhìn qua tựa hồ không có lực công kích gì. Đây chính là hoang trùng. Đỗ địch an mang theo Amelie chậm rãi đi tới, đến cách những con trùng này khoảng 10 thước, bọn chúng tựa như bị kích động dùng dập ngẩng đầu như rắn độc nhìn đổ địch an sau một khắc chúng ngọ ngoại bò ra từ lõm khe hở như sâu lông nhưng mỗi lần nổi lên thì thân thể kéo ra thật dài nó dài khoảng nửa mét tốc độ bò cực nhanh khoảng 10 giây đã đến trước mặt đổ địch an hoang trùng lúc này amily cũng nhìn thấy thứ đang bò tới gương mặt đầy kiên nghị nhất thời lộ ra tia kinh hoảng nhưng rất nhanh liền nhìn xuống nói với đổ địch an nhanh công kích đừng để chúng nó tới gần vật này sẽ phun dịch ăn mòn. Đỗ Địch An đã nhìn qua năng lực của hoang trùng trên thư, phun dịch ăn mòn chỉ là một trong những năng lực của chúng, các loại hoang trùng khác nhau có thể phun ra những chất lỏng có đặc tính khác nhau, ăn mòn nham thạch và làm tê cống người, một số khác có thể kéo dài thân thể như rắn quấn quanh con mồi. Lúc này thấy vài con hoang trùng tụ tập lại đây, Đỗ Địch An nói với Amelie. Mấy con này giao cho ngươi giải quyết. Amelie ngạc nhiên, không ngờ lúc này đỗ địch an lại đưa phiền phức này cho nàng nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong dù sao nàng cũng chưa từng đến địa long động dáng dấp hoang trùng cũng là biết từ đại thần cúng tế đây là lần đầu tận mắt nhìn thấy những thứ xấu xí này là nữ nhân hầu như đều có thiên tính sợ hãi đối với sâu bọ nếu không phải trong lòng có sứ mệnh nàng đã sớm xoay người bỏ chạy nhưng đỗ địch an lại phát điên để nàng tấn công nàng đến vũ khí còn không mang theo ta 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 Nhìn lũ trùng bò đến càng gần, Amelie căng thẳng đến rung, thân thể lui về phía sau. Đỗ địch an nhìn thấy bộ dáng kia, hơi nhíu mày, không ngờ làm thần nữ mà đến vài con hoang trùng còn không bắt được, năng lực chiến đấu lúc này còn không bằng thôn dân bình thường, dù sao Plymouth cũng đã nói, hắn có thể đồng thời đối phó với một hai hoang trùng nhỏ, mà thể tích đầu của mấy con này chính là loại hoang trùng nhỏ. Mắt thấy chúng càng gần, Amelie vẫn sợ đến xanh mặt, đỗ địch an lại không hy vọng nàng mũi đao nhíp lên vung mấy tảng đá dưới đất nắm lấy vèo vèo mấy tiếng cấp tốc văng ra ngoài hòn đá cùng lúc bay ra bắn về phía mấy con trùng toàn bộ đều bắn trúng nhưng sau khi hòn đá đập trúng trên người chúng liền chìm xuống dưới trong đó có hai hòn tinh chuẩn trúng mục tiêu hai hoang trùng màu trắng trực tiếp làm đầu chúng lõm vào nhưng sau một khắc hòn đá đã chìm vào cơ thể chúng đầu chúng lại nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu tiếp tục nhúc nhích lại hướng đổ địch an đổ địch an hơi nhíu mày đúng như trên thư đã nói công kích vật lý phổ thông vô hiệu với bọn chúng hắn bước ra một bước trong hang động nổi lên mấy địa ô quan mấy hoang trùng nhúc nhích nhất thời bị chặt đứt hai phần thân thể chặt đứt bị đổ địch an tản ra trong nháy mắt năm con trùng đã biến thành mười con nhảy nhót trên đất miệng vết thương không có máu tươi chảy ra đến bắt nó đổ địch an dặn dò amily. amily thấy chúng bị đổ địch an trọng thương trong lòng thở phào nhưng nhìn thấy dáng dấp chúng vặn vẹo nhảy vẫn cảm thấy buồn nôn, nàng cố nén sợ hãi trong lòng, lấy ra bình chuyên cất hoang trùng trong túi, tiến lên nhặt thân thể hoang trùng bị chém đứt, nhanh chóng ném vào trong bình. Chỉ cảm thấy trong bình vang vọng tiếng va chạm của hoàng trùng bên trong. Nàng lau chùi sạch sẽ niêm dịch hoàng trùng trên ngón tay, ông bình lui trở về trước mặt đổ địch an, nói Nó sẽ nhanh chết thôi, ngươi muốn ăn thử không? Ngươi ăn trước. Đỗ Địch An nói, Liên quan tới cách sử dụng hoang trùng, hắn biết được rất rõ từ sách, từ tuy cùng với những thôn dân, đáp án chính là rửa sạch rồi trực tiếp ăn. Không có bất kỳ chú ý nào, lại ăn như vậy, sau đó liền trở nên mạnh mẽ. Ta, ta không muốn ăn. Sắc mặt Amelie khó coi, vật này đừng nói làm cho nàng ăn, cho dù nhìn thêm chút nữa đều cảm thấy tê cả da đầu rồi. Đỗ địch an lạnh lùng liếc nàng rồi đáp. Đừng để ta ép toàn bộ vào miệng ngươi. Amily nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Địch An, trùng mình một cái, nàng biết khi hắn dùng vẻ mặt này nói chuyện chính là nói được làm được, người đàn ông này tuyệt đối không phải loại lòng dạ mềm yếu, nàng cắn răng, trong lòng bất phục, chăm chú ôm bình, từng giây từng phút trôi qua, chính hoang trùng trên đất vẫn đang ngọ ngoại hướng đến Đỗ Địch An. Đỗ Địch An dùng mũi đao gạt bay hoang trùng đang bò đến trước mặt, lẳng lặng chờ đợi hoang trùng trong bình chết đi. Không sai, hoang trùng này không sợ đao kiếm công kích, nhưng rất dễ chết vì nghẹt, chúng nói giống đại đa số sinh vật trên địa cầu, có tính ỷ lại rất cao đối với dưỡng khí. Mấy phút sau, bình trong tay Amelie dần dần yên tĩnh lại. Ăn đi. Đỗ địch an không kiên nhẫn. Cơ thể Amelie hơi run rẩy một thoáng, do dự mở bình ra, chỉ thấy nửa đoạn hoang trùng kia nằm dưới đáy bình không nhúc nhích, thân thể cũng khôi phục thành nửa đoạn ngón tay nhỏ. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, run rẩy vương ngón tay lấy hoàng trùng ra, trên ngón tay truyền đến cảm giác dính dính khiến nàng buồn nôn nàng bản năng muốn ngẩng đầu cầu xin đổ địch an nhưng trong đầu lại lóe lên gương mặt lạnh lùng của hắn nên vẫn nhịn xuống quyết tâm nhắm mắt nhét vào trong miệng trong phút chốc nàng cảm giác mình như chết đi mùi vị kia khiến nàng cảm thấy còn thống khổ hơn so với chết nàng nhai thân thể nó nứt ra như nội tạng mùi vị tanh hôi cay đắng nàng cảm thấy dạ dày lăn lộn nhai nhai không thể kìm được muốn phun ra ngoài nàng không người dùng sức ho khan vừa khạc vừa nôn mửa. Đồ vật phun ra tỏa ra mùi chua, đổ địch an khẽ cau mày, lấy bình từ tay nàng ra nhặt lên một con khác ném vào, sau đó đậy nắp đợi nó chết, vừa đợi nàng trì hoãn lại. Đồ vật mà các thôn dân của ngươi liều lĩnh nguy hiểm muốn có được, bây giờ đồ vật đặt trước mặt ngươi, ngươi phải cố gắng quý trọng. Đỗ Địch An nói với nàng Amelie sao lại không biết Hoang trùng cực kỳ quý giá chỉ là ăn xuống thực sự còn khó chịu hơn so với chết đi, nàng rất muốn khóc, thời khắc này thậm chí hy vọng mình là một thôn nữ bình thường, bởi vì nữ nhân không thể vào hang động, đây là quy củ truyền thống. Rất nhanh, nàng nôn ra hết, lau miệng, đổ địch an đưa bình cho nàng, hoang trùng bên trong cũng đã chết. Ăn đi. Trong mắt Amelie lộ ra sợ hãi, liếc nhìn đổ địch an, nàng cắn răng, viền mắt lộ ra nước mắt, trung rẩy đưa tay mở bình lấy ra, mùi tanh hôi phả vào mặt khiến nàng suýt nữa lại muốn phun ra ngoài, nhưng lần này lại nhịn xuống, nhắm mắt ném vào trong miệng và nhanh chóng nhai. Lần này nàng không nhai nhiều, chỉ nhai mấy cái liền nuốt xuống. Một khắc sau khi nuốt xong, cảm giác như được giải thoát. Đỗ địch an thấy nàng nuốt vào, không nói gì, nhặt một cái khác ném vào bình. Nhìn thấy cử động của Đỗ Địch An, nàng cảm thấy tan vỡ, trong mắt đầy sự thù hận. Qua mấy phút, thứ trong bình chết đi liền chuẩn bị đưa cho amelie nhưng đỗ địch an lại trực tiếp mở bình dùng hai ngón tay gắp lên ném vào trong miệng nhai nhai sau đó nuốt xuống sau khi ăn xong đỗ địch an cũng không thèm nhìn amelie không lưng nhặt một hoang trùng khác bỏ vào bình nói với amelie người phía sau cũng sắp tới rồi chúng ta đi thôi amelie nhìn gương mặt không biến sắc của đỗ địch an trong mắt có chút kiếp sự nghe được lời hắn theo bản năng mà liếc nhìn số còn lại trên đất nói vậy những thứ này thì sao? Chỉ khi mới nói ra liền hối hận, nàng chỉ sợ đổ địch an lại nhặt lên bắt nàng ăn. Để cho người phía sau đi, chúng ta vào bên trong xem. Đổ địch An nói, dùng đao đẩy sâu trên mặt đất ra, trực tiếp đi tới. Amelie nhìn hoàng trùng bị quăng bay đến trên vách đá, sắc mặt khó coi, bước nhanh theo phía sau đổ địch An. Đi khoảng 40, 50 mét, đổ địch An đã tiện tay chặt đứt bảy tám hoang trùng, những hoang trùng này đều là màu xám trắng, trong đó chỉ có một con là đen kịt. Con này phun ra chất lỏng ăn mòn có thể ăn mòn nham thạch rất nhanh. Một lối rẽ xuất hiện trước mặt đổ địch an, đổ địch an lựa chọn rồi đi thẳng. Con đường đi thẳng chính là con đường dẫn đến nơi sâu nhất của hang động. Hơn nữa con đường còn do lũ hoang trùng mở ra qua thời gian dài. Đại đa số thôn dân đều sẽ đi theo con đường khác. Đối với thôn dân thì chỉ cần bắt được hoang trùng là được. Chỉ có một ít người lòng dạ kiêu ngạo mới đi thẳng muốn đến nơi sâu xa nhất của địa long động để tìm hiểu ngọn ngành, chứng minh dũng khí của chính mình. Sau khi đi hơn 20 mét, Amelie bỗng nhiên rên lên một tiếng, không lưng ngồi sổn xuống ôm bụng. Trong lòng đổ địch an thầm tính thời gian, 5-6 phút rồi thì cũng nên thấy hiệu quả chứ. Bình thường, ăn hoang trùng khoảng 5 đến 10 phút sẽ thấy hiệu quả. Amelie đau đến toàn thân cuộn lại, cơ thể hơi run rẩy. qua khoảng 10 giây liền yên tĩnh lại, sau đó cấp tốc đứng lên, giật mình nhìn hai tay. Đỗ địch an chú ý tới, nhiệt lượng trong cơ thể nàng tăng lên rất nhiều, lúc bắt đầu nhiệt lượng cơ thể nàng khác những người thường, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này liền đạt đến trình độ thú liệt giả sơ cấp, điều này khiến hắn hơi giật mình, chẳng lẽ vị thần nữ này bắt đầu thực sự chỉ là một người bình thường. Cũng không phải cố ý ẩn giấu nhiệt lượng. Nếu là như vậy, hiệu quả hoang trùng mang đến cũng thật quá mạnh rồi. Nhưng hắn nhớ tới lời của Plymouth cùng những thôn dân khác nói, lần đầu ăn hoang trùng đều trải qua thống khổ vô cùng, sự đau khổ này sẽ kéo dài khoảng nửa giờ mới biến mất, sau đó sức mạnh mới được tăng cường, chỉ có dùng nhiều lần, thời gian hiệu lực mới rút ngắn. Đến cuối cùng lúc ăn hoang trùng thì thời gian đau đớn chỉ kéo dài khoảng mấy phút, nhưng Amelie cũng chỉ có khoảng 10 giây, trên lệch này thực sự quá lớn rồi. Trước đây ngươi từng ăn thứ này. Đỗ địch ăn hơi hít mắt, hoài nghi Amelie đang ngụy trang, nhưng hắn nghĩ đến phản ứng nôn mửa lúc ăn hoang trùng của nàng lại thấy không giống, trừ phi cấp bậc của nàng có thể đoạt giải Oscar. Nghe được lời đổ địch an, Amelie lắc đầu, bỗng nhiên ý thức được nguyên nhân đổ địch an hỏi như vậy, nàng hơi nhướng mày không nói gì. Đổ địch an nhíu mày, nói. Ta hỏi cái gì, ngươi tốt nhất nên đáp lại cái đó, bằng không ta sẽ không ngại để thân thể ngươi tiếp xúc thân mật hơn với những con trùng này. Mặt Amelie biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói ngươi ác độc như vậy cẩn thận rơi vào địa ngục đó là chuyện khác rồi không cần ngươi bận tâm Đỗ địch an hơi hít mắt người bình thường ăn thứ này cũng không nổi lên hiệu quả nhanh như vậy trừ phi ngươi nhiều lần dùng qua hoặc ngươi là thần nữ tuy không biết thôn các ngươi căn cứ vào gì để chọn lựa nhưng hẳn là có chút không giống với dân phổ thông ngươi tốt nhất nên thành thật khai báo bằng không ta có thể vạch trần y phục của ngươi mang hoang trùng đến trước mặt ngươi để chúng thưởng thức máu tươi của thần nữ. Ngươi! Amelie nghe được đổ địch an vô liêm sĩ như vậy, bực bội đến rung trên mặt lúc trắng lúc đỏ. Không sai, ta thực ra không giống với những người khác, vì vậy ta sẽ tiêu hóa những hoang trùng này nhanh hơn, đáp án này đã thỏa mãn ngươi chưa? Không giống cái gì? Đỗ địch an truy hỏi. Amelie căm thù, nàng vốn định bảo vệ bí mật này, nhưng bây giờ xem ra là không xong rồi. Chuyện đến mức này, nàng cho dù nói ra cũng không sợ đổ địch an vứt nàng đi dù sao nơi này cách cửa động không xa nàng khẽ gật đầu lạnh lùng nhìn đổ địch an ta là dòng dõi của hoang thần trong cơ thể ta có máu của hoang thần vì lẽ đó nên có thể dễ dàng tiêu hóa những hoang trùng này ngoài ra ta không sợ nói cho ngươi những hoang trùng này rất có hứng thú với máu của ta ngươi mang ta tới nơi này là sai lầm lớn nhất của ngươi bởi vì hoang trùng sẽ nghe được mùi của ta Ngươi tiến vào càng sâu thì gặp phải hoang trùng càng nhiều, thậm chí sẽ gặp phải trùng triều. Đỗ địch an hơi run, dòng dõi hoang thần. Lẽ nào là đời sau của bộ tộc chiến thần? Hắn không khỏi quan sát Amili, bộ tộc chiến thần đều cao hơn 10 mét, nửa người dưới vạn vẹo dữ tận, nhưng chiều cao cùng bề ngoài của Amili cũng không khác gì người bình thường. Nếu như ngươi là dòng dõi hoang thần, thì đại thần cúng tế kia là gì? Đỗ địch an nhìn chăm chú nàng. Amelie rên lên một tiếng, nói Đương nhiên cũng là dòng giỏi hoang thần rồi Đỗ địch an hơi hiếp mắt nói Các ngươi đã là dòng giỏi hoang thần Ngươi đối với năng lực tiêu hóa hoang trùng mạnh như vậy Tại sao trước đây chưa từng ăn hoang trùng Nếu như ngươi muốn Ngươi có thể trở thành người mạnh nhất nơi này Sắc mặt Amelie hơi đổi Vấn đề này của đỗ địch an quá sắc bén rồi Tuy rằng có thể hắn hỏi là không có ý gì Nhưng nếu nàng thành thật trả lời sẽ lộ ra nhiều thứ bao gồm nhược điểm của đại thần cúng tế ánh mắt nàng khẽ đảo nghển đầu nói ta là thần nữ coi như không phải mạnh nhất thì mọi người cũng tôn kính ta tại sao ta phải ăn thứ buồn nôn như vậy thật không đỗ địch an nhìn chằm chằm con ngươi nàng thần nữ cũng nhìn thẳng đỗ địch an lúc này như bất động nhưng ánh mắt đỗ địch an sắc bén như muốn đâm sâu vào linh hồn nàng amelie nhìn lâu trái tim lại nhảy thùng thùng từ từ nói ngươi muốn tin thì tin đỗ địch an nhìn nàng một cái thật sâu nói ta có một suy đoán không biết thật hay giả ngươi nói là lần đầu ăn hoang trùng thì ta tin nhưng nguyên nhân trước đó ngươi không ăn không phải buồn nôn mà là ngươi không muốn tăng cường sức mạnh bởi vì thể chất của ngươi càng mạnh mùi tỏa ra sẽ càng dày đặc vậy sẽ càng hấp dẫn những hoang trùng này khi đó hoang trùng sẽ không an phận đợi ở chỗ này vì thế ngươi mới không tăng cường sức mạnh từ đó cũng có thể đoán ra đại thần cúng tế không giống với ngươi nàng không phải dòng dõi hoang thần bằng không sao một cái là thần nữ một cái là đại thần cúng tế Amily nghe được lạnh lẽo trong lòng trúng hết nàng không ngờ đỗ địch an lại suy đoán chúng hoàn toàn nhìn thấy phản ứng của nàng đỗ địch an cơ hồ đã có thể xác định hắn từ lúc trong cự bích đã đoán tới lô hỏa thuần thanh hành động của Amily lúc này xem ra cũng không phải cấp bậc oscar chung quy là một thiếu nữ mười mấy tuổi tuy tâm trí thông minh hơn nhiều so với nhân loại bình thường. Nhưng ở trong thôn xóm nhỏ hẹp nên sự tình trải qua cũng sẽ không quá nhiều. Dòng dõi hoang thần, tổ tông ngươi hẳn là nhân loại kết hợp với hoang thần chứ. Đỗ địch an lại lần nữa suy đoán. Thân thể Amelie hơi khựng lại, vì đỗ địch an lại nói trúng nữa, nàng ngẩng đầu nhìn đỗ địch an, thấy con ngươi tinh thông, nhất thời có loại cảm giác bị nhìn thấy, trong lòng nàng một trận thất vọng, thậm chí ngơ ngẩn nói, làm sao ngươi biết bí mật này cũng chẳng là chuyện gì lớn nàng đã vô lực tranh luận rồi tâm trí của ngươi không giống người sống mấy chục tuổi từ điểm này có thể đoán được tuổi tác hoàn toàn ăn khớp với bề ngoài mà hoang thần đã chết mấy trăm năm rồi bậc cha chú sinh ngươi là nhân loại nhưng ngươi vẫn được xem như hoang thần vậy chỉ có thể nói rõ bên trong thân thể ngươi có một nửa thậm chí là chút ít huyết thống hoang thần bởi vậy có thể suy đoán tổ tông ngươi chỉ là nhân loại kết hợp với hoang thần Đỗ Địch An nói. Amily ngẩn ra, nghe Đỗ Địch An nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy muốn suy đoán ra thân phận nàng cũng không khó, trong lòng nàng thoáng dễ chịu một chút, nhưng vẫn cảm thấy phẫn nộ vì Đỗ Địch An nhìn thấy nhiều bí mật của mình như vậy, cắn răng nói. Biết thì biết, có gì đâu, ai nói không phải ta sống mấy chục tuổi, giả vờ như ngươi hiểu rõ lắm vậy, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu chứ? Hừ, lớn hơn một tuổi ngươi cũng phải gọi là anh. Đỗ địch an không để ý đến nàng nữa, quay đầu đánh giá bốn phía, cảm giác hang động phía trước truyền đến động tỉnh yếu ớt, có đồ gì đó đang chậm chậm tiếp cận, có lẽ là hoang trùng. Nàng vừa mới chuẩn bị tiến lên, đột nhiên, hắn phát hiện mình quên một chuyện. Chính mình cũng ăn hoang trùng, nhưng sao lại không có phản ứng. Đỗ địch an giơ cánh tay lên, cảm thụ trước biến hóa trong cơ thể, thời gian trôi qua từng giây, đợi khoảng 2 phút vẫn không cảm nhận được biến hòa gì, sắc mặt hắn hơi thay đổi, trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ hoang trùng này lại vô hiệu với mình? Hay là thể chất bản thân vượt quá Amelie và thông dân quá nhiều nên ăn loại hoang trùng nhỏ này mới không có hiệu quả? Lúc hắn đang suy tư, đột nhiên cánh tay tản ra từng trận hàng khí, nguyên bản băng hóa cánh tay phải đột nhiên như tỉnh lại, bên trong cánh tay lưu động dòng máu lạnh lẽo như trước, khiến hắn nhẹ run rẩy như đặt mình trong kẻ băng. Đỗ địch an thay đổi sắc mặt, lập tức cổ động trái tim, dùng huyết long thuật để tăng nhịp đập trái tim, Tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, chỉ chốc lát sau, lạnh lẽo này bị tản đi một ít, nhưng máu tươi lạnh lẽo chảy vào trong cơ thể từ cánh tay đã lan xuống toàn thân. Hắn cảm giác nhiệt độ chợt giảm, không nói ra được sự lạnh giá, hắn nghĩ tới kết cục của Long Mẫu, không dám do dự mà cấp tốc mở ba lô, lấy ra một bình rượu đế mang theo bên người, ngửa đầu uống ừng ực. Điểm khác nhau giữa rượu và nước chính là, rượu trước khi uống thì lạnh, nhưng sau khi tiến vào thân thể thì rất nóng. Nó thiêu đốt ít hầu đổ địch an mang đến từng trận cảm giác hừng hực khiến hắn cảm giác hàn ý trong cơ thể tản đi rất nhiều, chí ít sẽ không lạnh tới mức trung cầm tập. Ngươi sao rồi? Amili thấy đổ địch an khác thường, kinh ngạc hỏi. Đổ địch an nhẹ nhàng chuyển động thân thể, lợi dụng bắp thịt cộng hưởng sản sinh ra nhiệt lượng, sắc mặt hắn âm trầm, không để ý đến Amili, đáy lòng dần dần chìm xuống, cánh tay phải của mình trừ phi gặp phải hoàn cảnh cực lạnh mới phát tác bình thường dưới khống chế cẩn thận của hắn thì hoạt động bình thường, giờ khắc này đột nhiên phát tác, biến cố duy nhất chính là hoang trùng mà hắn ăn. Hay nói cách khác, hoang trùng sẽ làm hàng khí trong cánh tay phải hắn phát tác. Hắn không biết nguyên nhân là gì, nhưng nửa phần sức mạnh tăng cường trong cơ thể đều không có, khiến hắn xác định phán đoán của mình. Hoang trùng này đối với bọn họ mà nói, ăn vào có thể tăng cường thể chất, ta ăn vào lại suýt nữa gây phát tác băng huyết, lẽ nào chuyến này lại đi vô ích. Suy nghĩ đổ địch an chuyển động, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn bàn giao với Amelie. Ở yên chỗ này đợi ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong không đợi Amelie trả lời, cấp tốc xoay người chạy đi, nửa phút sau hắn liền chạy trở về. Lúc này trong hang động đen sì, tầm nhìn của Amelie cực thấp, sau khi ăn hoang trùng tăng thể chất cũng chỉ có thể nhìn xa chưa tới 2 mét, hơn nữa là âm ảnh mơ hồ không rõ ràng, nhìn thấy đổ địch an quay lại, tâm tư căng thẳng của nàng mới nới lỏng, trong lòng có cảm giác an toàn không tên, điều này khiến nàng phản ứng lại. Âm thầm cảm giác mình có chút buồn cười cùng đáng thương. Ngươi đi đâu vậy? Nàng hỏi. Đỗ địch an không trả lời nàng, hỏi. Ta hỏi ngươi, người trong thôn các ngươi có phải đều có huyết thống hoang thần? Hoặc là nói, trong mấy trăm năm sinh sôi, tổ tông của bọn họ đã kết hợp với người có huyết thống hoang thần. amily ngẩn ra, cao mày nói. Ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải hay không? Đỗ địch an nhìn nàng chầm chầm, lỗ tai khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn lại, động tĩnh lúc trước nghe thấy ngày càng rõ ràng, ở khoảng 50 mét, mười mấy con hoang trùng màu xám đang ngọ ngoại bò tới, phía trước có hai con đen kịch chen lẫn. Đỗ địch an tin rằng Amelie cũng có thể nghe thấy âm thanh niêm dịch của chúng, lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất là trả lời thành thật. Amelie nhìn thấy uy hiếp trong mắt đỗ địch an, trong lòng vừa phẫn nộ vừa uất ức, ức, nói Ngươi nói có thì chính là có. Tuy câu trả lời này có chút giận hờn, nhưng Đỗ Địch An đã biết ý nàng, trong lòng lại hiểu ra suy đoán của mình không hề sai, tổ tông của những thôn dân ở đây hơn nữa là theo tổ tông của Amelie, cũng là người từng theo dòng dõi hoang thần, vậy thôn dân nơi này, cơ bản có thể tính là người một nhà. Là nhiều bà kết hợp với tổ tông Amelie, tạo ra mối quan hệ họ hàng phân chia theo thế hệ đều có gốc từ tổ tông Amelie. Bên trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có gen hoang thần, mà trước mắt thần nữ Amelie là dòng dõi hoang thần chính thống, mạch chủ của truyền thừa đời sau, những thông dân khác chỉ là phân lưu. Chỉ có lời giải thích này mới hiểu được tại sao những thông dân này ăn hoang trùng đều có thể tăng cường sức mạnh, còn hắn thì không thể. Khi nãy hắn chạy đi chính là trở lại coi những hoang trùng lúc nãy còn không, mà kết quả là không thấy đâu cả, điều này càng làm cho hắn vững tin vào suy đoán của mình. Chỉ là hắn không nghĩ ra, cho dù mình ăn vào không tăng cường sức mạng, vậy vì sao lại kích thích cánh tay phải? Nếu như người ngoài ăn được hoang trùng sẽ là phản ứng gì? Hay là không có phản ứng nào, chỉ đơn giản là lấp đầy bụng? Amelie thấy đổ địch an trầm mặt không nói gì, không biết có phải mình lại làm lộ cái gì, nàng cẩn thận nhìn đổ địch an, nói. Ngươi thế nào rồi, choáng váng sao? Đỗ địch an hồi phục lại tinh thần, nhìn nàng một cái, nói. Ta nhớ ngươi đã từng nói, nơi sâu nhất của huyệt động này chính là thi thể hoang thần đúng không? Amili ngẩn ra, cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Đi xem xem. Đỗ Địch An nói, chuyện đến nước này, hắn đã từ bỏ việc bắt hoang trùng để tăng sức mạnh cho mình. Một chuyến này coi như trắng tay, vì thế trì hoãn trong thôn này một tháng, hơn nữa còn kèm theo tiểu nha đầu bên cạnh, đắc tội toàn bộ, nhưng đã như vậy rồi cũng không thể tay không trở về, nếu tìm tới di thể hoang thần ở nơi xa nhất cũng coi như được mùa lớn chí ít di thể của hoang thần cũng là tồn tại cực kỳ quý hiếm một cự bích trấn áp một thần thi có nghĩa là hắn có thể thoát khỏi cự bích sivia tùy ý chọn một nơi ở vùng hoang dã tìm một chỗ che chở cho chính mình mà ở nơi đó hoàn toàn là địa bàn của hắn cho dù là thần quốc cũng không thể điều tra được thuận tiện để hắn làm nhiều việc lui thêm bước nữa nói coi như sau khi hắn được thần thi lại không tinh lực để kiến tạo một nơi che chở như vậy mà tiếp tục trốn trong cự bích thì thần thi trong tay hắn cũng có giá trị vô hạn chí ít đồ vật cấp độ như vậy đủ khiến một vài nhân vật lớn ở thần quốc đỏ mắt dù sao một cự bích khác liền phái người đến cướp đoạt đi thôi đỗ địch an nắm chiến đao mang theo helisa tiến về phía trước sắc mặt amelie khó coi ngươi muốn tìm cái chết sao càng đi vào trong số lượng hoang trùng càng nhiều ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng một mình ngươi cũng không ngăn được cả bầy, nếu như ta chết rồi, một mình ngươi tuyệt đối không thể thoát được, không tin ngươi cứ thử xem. Dùng mạng của ngươi để thử. Ta không ngại. Đỗ địch an không quay đầu lại. Amelie bị hắn nói một câu làm nghẹn suýt chết, nhưng thân thể cũng đi theo sau đỗ địch an, trước khi tiến vào nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng đỗ địch an đồng quy vu tận, nhưng tận mắt chứng kiến giữ tận bên trong khiến nàng có chút sợ sệt, vừa nghĩ tới bị những con trùng này bám đầy thân thể gặm nhấm nàng liền không rét mà run cho nên tâm tư nàng bây giờ rất hỗn loạn bản năng đi theo đỗ địch an trong lòng tìm cơ hội trọng thương hắn đỗ địch an vọt tới trước mặt mấy hoang trùng chiến đao cấp tốc rẽ ra bóng người xẹt qua như huyễn ảnh mười mấy hoang trùng vẫn chưa kịp phục ra dịch ăn mòn liền bị chém đôi đồng thời bị đánh qua vách đá bên cạnh mà rơi xuống đỗ địch an cũng không quay đầu lại đi về phía trước nói không muốn chết thì theo ta, nếu thật sự không gánh nổi ngươi thì ngươi liền chuẩn bị làm điểm tâm cho những con trùng này đi. Amelie thức tỉnh, sắc mặt khó coi, sao nàng lại không biết điểm này, bây giờ vẫn còn là bên ngoài, đi vào càng sâu càng nhiều hoang trùng, đổ địch an sớm muộn cũng sẽ lo không nổi, không cách nào bận tâm đến nàng. Hy sinh, quang vinh, hy sinh, quang vinh. Amelie cắn chặt răng, thầm tiếp sức cho chính mình. Hai người nhanh chóng đi về phía trước hang động, hoang trùng bò qua từ vách đá ven đường đều bị đổ địch an chặt đứt đánh bay đi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.